Hello, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cùng với em Cường và anh em ITB nha anh chị. Lời đầu tiên thì em Cường cũng chúc cả nhà mình một tuần mới, một ngày mới, chúng ta công việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng, cũng như là chúng ta sẽ có những cái thành công trong thị trường tuần này nha cả nhà ha. Anh chị mình tham gia vào livestream của anh em tụi em thì cả nhà mình giúp tụi em những cái lượt like, được chia sẻ và bấm cái nút đăng ký nha anh chị. Và nếu như mà cả nhà mình thấy âm thanh hình ảnh ok rồi thì cả nhà mình cho em một cái tín hiệu số 1 nha cả nhà. Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với phiên live trong giờ khớp lệnh sáng ngày hôm nay của anh em ITB. Chúc các anh chị sẽ có một cái phiên giao dịch đầu tuần thật là may mắn và hiệu quả. Anh chị nào chúng ta đang xem live thì anh chị có thể là dành những cái lượt like cho hai anh em anh chị nhé. Anh chị có thể comment về âm thanh hình ảnh của hai anh em đã rõ nét hay là có trục trặc gì không. Thì anh chị mình để lại số 1 về âm thanh hình ảnh nha. Ok, em chào anh Nguyễn Đình Chuyển, chào anh chị Duy Linh, chào chị Hồ Thị Thanh Tuyết, chào anh chị Kim Liên. Âm Ok, thanh em hình chào anh. ảnh ok chưa anh chị? Âm thanh hình ảnh ok rồi thì cả nhà mình cho em một con số 1 nha cả nhà ha. Rồi, ok, chào anh Nguyễn Trung Dũng, chào anh Duy Linh nha, chào anh Nguyễn Đình Triển. Anh chị Hồ Thị Thanh Tuyết, chào chị Kim Liên, cảm ơn anh chú tiểu đánh trứng xây chùa, cảm ơn anh rất nhiều. Chào chị Thủy Vân, chào anh chị Lương Lê, chào anh Trương Nguyễn, chào anh Phạm Văn Lợi, anh Dương Đỗ. Chào các em, tuần mới nhiều năng lượng. Ngày nào cũng like để thị trường xanh cho nhà đầu tư vui trở lại nha Cường. Hello chị Hương Nguyền nha, cảm ơn chị. Chào anh Duy Quốc, chào anh chị Trần Hạnh Quyên. Cả nhà mình bấm like cũng như là cả nhà để lại thật nhiều những cái trái tim màu tím ủng hộ cho anh em tụi em nha anh chị. Thị trường chúng ta thì liên tục 3 phiên đạp ATC anh chị, thậm chí cái phiên ngày thứ sáu trong phiên thì gần như thị trường vẫn giữ khá là tốt những cái vùng hỗ trợ bên dưới. Tuy nhiên thì những thứ mà chúng ta không mong muốn đúng không anh chị, là phiên ATC nó lại đạp và hiện tại là đang có cái phiên đầu tiên là cái phiên ngày thứ sáu nó đang đóng cửa dưới cái mốc hỗ trợ 1257 chị. Nhưng mà cả nhà mình thấy là Dow Jones thì tối thứ sáu lại xanh. Thứ sáu của chúng ta bị ảnh hưởng bởi thị trường thế giới hơi nhiều đúng không? Sáng mở cửa mở gap luôn. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn về thế giới thì tối thứ sáu lại xanh anh chị. Chào chị Trang Trịnh. Chào anh Dương Đỗ, chị Thủy Chu, chào anh chị TN. Chào buổi sáng hai em ITB và các anh chị xem live. Cảm ơn chị Bùi Liên nha.
Chào chị Trúc Mai Xuân. Hiện tại thì ngoài YouTube ra thì em Cường vẫn phát trực tiếp trên các cái nền tảng khác, kênh Facebook fanpage của câu lạc bộ cũng như là cái trang cá nhân của mình. Anh chị mình nếu như mà có Facebook của em Cường hoặc là có cái fanpage của câu lạc bộ thì cả nhà mình vào, cả nhà mình để lại một like giúp cho em ha. Ok, chào anh Tiny ATB. Chào chị Nguyễn Thu Hiền. SI giá 38 nên xử lý không Cường. Hiện tại thì đối với index đúng không anh chị? Index thì chúng ta đang có cái phân kỳ MACD. Thì đối với cái phân kỳ này thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số và đặc biệt là những cái nhóm cổ phiếu có cái sự tương đồng với lại chỉ số VN Index ở trong thời điểm hiện tại. Thì có một nhóm mình thấy đang có một cái sự tương đồng cũng tương đối là nhiều, chính là nhóm chứng khoán anh chị. Ở nhóm chứng khoán hiện tại thì có một vài mã cổ phiếu nó đang có một cái tín hiệu phân kỳ mạnh luôn. Đó, ví dụ như con VIX này. Đó, phân kỳ khá là mạnh. Đó, hoặc là ESA thì cũng bị ảnh hưởng theo. Đó, cho nên là theo mình ở đoạn này nếu như mà anh chị mình đang nắm cái vị thế không tốt của nhóm chứng khoán thì trong tuần hồi về những cái vùng cân bằng ngắn hạn anh chị mình cũng nên có cái phương án xử lý nhất định. Đó, bây giờ ví dụ mà mình cho nhóm của mình tham gia ở quanh cái vùng 34.5 37.5 37.6 này thì ở đây là cái vùng cân bằng, vài phiên tới nó hồi lên thì mình cũng sẽ cho anh chị mình cash out ra khỏi mặt cổ phiếu này, bán ở cái vị thế, bán ở một cái điểm giá hòa vốn anh chị quanh cái vùng 37.5. Nhóm chứng khoán hiện tại thì nó đang hơi xa cái vùng cân bằng về trung hạn một tí. Những cái mã cổ phiếu như là con FTS này, rồi con BSI này, CTS này, cái rất xa vùng cân bằng trung hạn luôn. Cho nên là nhóm chứng khoán thì vẫn là cái nhóm mà đang có cái sự rủi ro nhất của thị trường trong đoạn này. Còn bất động sản thì nó vẫn chưa có cái tín hiệu đảo chiều anh chị. Bất động sản thì mới ở cái nhịp tăng đầu tiên thôi. Ở cái nhịp tăng đầu tiên thì cũng chả ảnh hưởng lắm. Nếu mà có giảm cũng là cái cơ hội để cho anh chị mình vào hàng. Cho nên là thị trường nó đang có cái tín hiệu đảo chiều thì có con nên bán anh chị. Có những mã cổ phiếu thì nên canh để mà gom thêm. Tại vì đoạn này thị trường theo mình là nó phân hóa ghê gớm lắm ấy. Nếu mà anh chị mà mình không nắm được những cái mã cổ phiếu mạnh trong thời điểm này thì cũng hơi hơi tiếc. Nhóm thép có ổn không? Nhóm thép thì phiên ngày thứ sáu đa phần là về tới hỗ trợ rồi mà anh chị. Có con Nam Kim với Hoa Sen thì nó vô tình nó xuyên qua thôi. Nhưng mà bây giờ cái vùng cân bằng của Nam Kim với Hoa Sen thì nó cũng ở trên rồi. Cho nên là sớm muộn nó sẽ hồi phục thôi. Còn HBG thì nó về tới ngay cái vùng hỗ trợ ngay đây rồi. Cái vùng cân bằng, cái vùng khách sạn nó cũng sẽ mở ra ở giữa tuần. Cho nên là mình cũng chả thấy lo. Tại vì cơ bản là nhóm thép nó cũng chưa tăng bao nhiêu cả anh chị. Nhóm thép nó cũng chưa tăng bao nhiêu cả. Nó cứ đi theo cái kiểu là tiền vào ra, break lên tiền vào xong rồi lại xây nền. Xong rồi đoạn tới lại break lên nữa, lại xây nền nữa. Nhóm thép thì anh chị mình nên là đầu tư dài hạn hơn, trung dài hạn hơn. Và đặc biệt HBG anh chị, HBG.
Mình vẫn kỳ vọng HPG cuối năm nay hoặc là đầu năm sau nó về tới cái đỉnh cũ. Chủ yếu là con này đánh hơi khó chịu thôi. Nếu mà anh chị mình cầm HPG hoặc là cầm nhóm thép mà chú ý qua mấy cái con bất động sản thì công nhận là sót ruột. Nhưng mà cái này là cách đánh của nhóm thép anh chị ha. Cái cách vận động của nhóm thép. Nó cứ break lên xong rồi nó xây nền. À, xong rồi nó lại break lên xong rồi xây nền anh chị. Tầm nó phải chạy tầm 2-3 nền thì bắt đầu nó mới chạy một cái nhịp nước rút được, nó mới chạy nhanh được. Còn ban đầu là nó đi nó xây nền anh chị. Like mà không thấy tèo nhỉ, một tí nữa là anh tèo vào liền. Sau cái loa vang như thế anh mới thấy em mở mic lên loa nó vang ghê luôn. Em tắt mic rồi. Anh coi em mở mic lại nha, còn anh Alo, thấy vang không? có vang, loa vang từ cái loa của em qua. Tốt nhất là em mua tai nghe là hết vang. Khó chịu lắm anh ơi. Em alo em nghe. Dạ. Em chào anh chị Mẫu Đơn, chào anh chị Hoàng Ngọc Mạnh, Thảo xinh gái, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị mình đang xem like, anh chị để lại giúp hai anh em những cái lượt like anh chị nhé. Em chào anh Nguyễn Hòa 1368, chào anh Lê Trung, chào anh Nguyễn Văn Thắng. Chào tất cả các anh chị mình đang xem live. Hello cả nhà mình nha. Cố gắng bấm like và giúp tụi em những cái trái tim nha anh chị. Hello anh Nguyễn Văn Thắng, anh Lê Trung, anh Hoàng 1368. Chào chị Mẫu Đơn. Chào anh Mạnh Hoàng Ngọc, anh Tiến Duy Trị, anh Mạnh CDA, anh La Hùng, anh Tùng Trần. Đất xanh có dữ không em? Em thì không biết là anh chị đang nắm ở cái vị thế bao nhiêu, mà nếu mà giả sử anh chị mình đang nắm ở cái vị thế quanh cái vùng giá 19 thì nắm giữ thoải mái thôi anh chị. Đó, còn anh chị mình nắm cao hơn mà vẫn đang còn tiền thì vẫn nắm giữ được. À, về tới 19 anh chị mua thêm, tại vì thị trường nó phân hóa mà anh chị. Ví dụ nhóm chứng khoán thì rủi ro, nhưng mà ngược lại nhóm bất động sản là cơ hội, hoặc là nhóm dầu khí lại là cơ hội anh chị. Anh chị mình cứ bình tĩnh đi anh chị. Hôm thứ sáu em nói với cả nhà mình rồi, hai phiên liên tục mất đi cái vùng 1257 mới là nguy hiểm. Hiện tại mới chỉ có một phiên thôi, là cái phiên ngày thứ sáu thôi. Đó, bây giờ hôm nay mà lấy lại trên 1257 thì cũng bình thường trở lại thôi, cho nên mọi người mình cứ yên tâm.
Chủ yếu bây giờ anh chị mình đang vị thế ở đâu? Ví dụ vị thế cao quá thì với cái trạng thái thị trường như vậy thì nó chỉ cần hồi về cái vùng cân bằng, anh chị mình hạ những cái con mất cân bằng ấy đi. Đó, còn vị thế anh chị mình đủ tốt rồi thì gọi là chấp thị trường chỉnh vẫn được. Đó, quan trọng là vị thế của anh chị mình ấy chứ. Bây giờ anh chị mình đừng có nghe ai nói gì cả anh chị. Anh chị mình phải tự xem lại danh mục của mình thôi. Ví dụ bây giờ người ta nói là bán mất hàng rồi thị trường đang lên bán làm gì, đúng không? Thì cái đó là nhiều khi người ta ở vị thế tốt. Còn anh chị mà đang có cái vị thế nó chưa tốt thì cũng phải chủ động. Hello anh Tú nha. Chào chị Hiền Trần, anh Dino XS. Hiện tại thì đang trong phiên ATO của phái sinh anh chị. Phái sinh thì đang săn điểm thôi. Ok, hello anh Phạm Duy Trường nha. Chào anh Nhã Nguyễn. Ôi, trên Facebook mà cũng tặng được sao ở đây. Hay nha. Anh vừa mới thấy em mở mic lên là thấy vang rồi Thảo. Bây giờ em chỉ có cách là em dùng tai nghe hoặc là bật nhỏ cái volume của loa lại là ok nhất. Thấy hết chưa? Alo, ok đó. Hello chị Tươi Nguyễn, chào chị Phạm Thị Họa. Gắt giá 24.6 giữ được không? Hiện tại thì gắt nó đóng cửa phiên ngày thứ sáu ngay cái mốc hỗ trợ luôn anh chị. Ngay cái vùng hỗ trợ luôn. 23.45. Về cái xu hướng ngắn hạn thì gắt có thể là phục hồi về cái vùng 24 tới 24.4 luôn nha anh chị. Vấn đề ở đây thì cái quan trọng là anh chị mình còn tiền hay không thôi. Hoặc là anh chị mình đang có dùng margin hay không, chứ con gác này thì thực tế là nó chưa vi phạm gì. Đó, giả sử bây giờ anh chị mình đang căng cứng margin mà muốn hạ tỷ trọng thì căng ở cái vùng giá tốt hơn là 24 tới 24.3, còn mã này nó đã vi phạm gì đâu, thậm chí là ở quanh cái vùng này nó cũng là cái giao găm của Ichimoku và nó cũng đang ở gần MA50 nữa, thì thậm chí là cái vùng mua nữa chứ. Đó, giả sử mấy chị mà mình muốn cơ cấu thì không nên bán ở vùng này mà nên căng ở những cái vùng chỉ số nó cao, vùng giá nó cao hơn. HPG ôm giá 30.5 thì nên bán giá nào? Quan trọng là chị mình còn tiền hay không? Ví dụ còn tiền thì ở 29 là chị mình tham gia mua thêm được rồi. Còn 30.5 thì theo mình là nếu mà anh chị mình kiên nhẫn nắm giữ thì sớm muộn nó cũng có giá 30.5 quay trở lại và thậm chí nó còn vượt qua. Hôm nào em đi tour vậy Cường à? Em cũng không biết đấy, để hỏi lại anh em xem. Cuối tuần này thì anh em có cái lịch huấn luyện Ichimoku tại Đà Lạt anh chị. Đà Lạt thì có thể là cuối tuần hoặc là giữa tuần là tụi em xuất phát. Nhưng mà em đi hay không thì thị trường nó vẫn vậy mà, đúng không? Giống như thứ sáu mọi người kêu là em về rồi chỉ báo năm dòng kẻ nó lại tiêu cực. Nhưng mà thị trường vẫn đạp bình thường thôi.
Tốt nhất tuần này đứng ngoài. Cũng tùy vào cái chiến lược và cái thời gian anh chị mình giao dịch thôi. Giả sử bây giờ thị trường mà nó mất đi cái vùng 1257 trong phiên ngày hôm nay nữa thì có một cái cú điều chỉnh về đâu đấy quanh cái vùng 1230 cộng trừ. Và tới đấy thì anh chị mình không nên bán đuổi. Mà nếu mà anh chị mình đang có ý định giao dịch ngắn hạn T cộng thì ở đấy cũng là cái vùng giá hợp lý. Đó, đánh một cái nhịp mà về mây bật lên về khách sạn xong rồi anh chị mình lại chốt lời. Và cái nhịp chốt lời này thì nó đúng ngay cái vùng eo bay này mới là nguy hiểm này. Còn ở trong tuần này nếu mà đạp xuống thì theo mình thấy anh chị mình không cần phải bán đuổi đâu. Tại vì mây nó to lắm. Mây nó to nó tượng trưng cho một cái tâm lý đang tích cực và có một cái lực cầu mạnh bên dưới. Đó, vẫn thị trường vẫn cho cả nhà mình thời gian cơ cấu nếu như mà phiên hôm nay vi phạm nha. Đó, vẫn cho anh chị mình thời gian để cơ cấu chứ không phải là không cho thời gian đâu. Cho nên là không cần bán đuổi đâu anh chị. À, anh chị mình đang tham gia trên livestream, đang tham gia trên các cái nền tảng YouTube hoặc là Facebook thì cả nhà mình để lại giúp cho tụi em những cái lượt like cả nhà ha. Những cái lượt like nha anh chị và thả tim nha cả nhà ha. Chào anh Toàn Phát 88 Solar ad cho hỏi chiều mua HAG. Mấy cái con này thì em cũng ít khi em giao dịch lắm anh chị. Mã này thì chừng nào nếu mà theo kỹ thuật nha, chừng nào nó vượt 13.3 anh chị thì mới bắt đầu chúng ta chú ý tới được. Chào anh Lâm Trần, anh Đông Lê, anh Phạm Văn Tiến. Xem giúp anh DDV đang cầm giá 14 có nên bán không? Và sao dạo này anh chị hỏi em con DDV nhiều quá ta? Không biết là ai khuyến nghị cho cả nhà mình sao dạo này em thấy mọi người hỏi con này nhiều quá. Cầm giá 14 này anh chị. Vinachem. Con này hiện tại nếu mà xét về kỹ thuật thì vẫn đang làm cái xu hướng tăng này. Bây giờ anh chị mình nâng chặn lại lên cái vùng 14.9. Đó, nó đóng cửa mất 14.9 thì anh chị mình chốt lời thôi. Con này thanh khoản anh chị mình chú ý nha. Chưa tới 4 tỷ một phiên đâu. Mấy cái con này thì anh chị mình phải đặt được cái lệnh auto chặn lại ấy, thì nó ok hơn. Còn chứ mấy con này mà không để ý là nó quét sàn bất cứ lúc nào. Có 3 tỷ một phiên thôi. Cường xem giúp anh gác hồi được về bao nhiêu thì hồi nãy em nói con gác rồi mà. Gác thì hiện tại nó về ngay cái hỗ trợ trong ngắn hạn rồi. Hồi phục thì nó hồi phục về cái vùng cân bằng ngắn hạn như là cái vùng 24 tới 24.3.
Chào anh chị Lương Nguyễn, anh Dũng Trần nhé. Massage giá 74 có nên giữ tiếp không? 74 anh chị. Hai mươi sáu trừ cho chín là còn 17. Con này nếu mà nắm giữ thì anh chị mình phải chấp nhận nắm giữ khoảng tầm 15 tới 17 tuần đấy. Từ 15 tới 17 tuần đó thì con massage này mới có nhiều cơ hội hơn. 15 tới 17 tuần là nó rơi vào khoảng mấy tháng không nhỉ? 4 tháng. Ừ, đúng 4 rồi. 4 tháng. Anh chị nắm ở 74 con này thì cũng hơi căng đấy. Con này nó rõ ràng nó về tới cái điểm chốt lời mà anh chị mình không chốt chứ nè, dao găm trên đầu nè. 3 tuần liên tục chạm về dao găm. Anh chị mình không chốt là hơi đáng tiếc rồi. Còn về ngắn hạn thì phải xem coi rằng là nó có vượt qua lại 73 hay không. Tại vì bây giờ nó vừa mất đi cái vùng hỗ trợ 73 thì sớm muộn nó sẽ quay lại 73. Có thể là quay lại 73 liền trong hôm nay luôn. Mới update công nghệ live Facebook nữa hả Cường? Cái này lâu rồi anh chị, này lâu rồi nhưng mà tại vì anh em tập trung phát triển YouTube cho nên là chưa có triển khai thôi, chứ cái này là trước đây anh em cũng đã live trên Facebook rồi. Live càng nhiều nền tảng thì càng lan tỏa tới nhiều anh chị mình hơn. Phái sinh thì vẫn đang sang anh chị. Phái sinh thì cả nhà mình cứ để ý là đầu giờ cái xác suất mà phái sinh mà nó phản ứng theo thị trường thế giới nó cũng tương đối là nhiều. Cho nên là đối với phái sinh Việt Nam thì để mà đánh qua đêm nó cũng hơi may rủi tới anh chị. Nó giống như anh em nào mà long hôm thứ năm đúng không? Long hôm thứ năm thì gặp đúng cái phiên mà phái sinh đúng cái phiên mà thị trường thế giới nó xấu là cái phiên ngày thứ năm tối thứ năm đó, là sáng thứ sáu là phái sinh nó đạt te tua luôn, cho nên là phái sinh mà để treo lệnh qua đêm thì cũng khá là may rủi. Rồi ok cả nhà ha, phái sinh bước vào cái phiên giao dịch liên tục với cái mức tăng là 4 điểm và hiện tại đang là phiên ATO của thị trường cơ sở. Thảo nhìn ở ngoài xinh và mignon phết. Cảm ơn anh chị Hứa Cường. Anh chị thấy không? Thảo bên ngoài ăn thiết em quá trời. Không có nha. Không có nha. Anh Hứa Cường, anh có thể là comment giúp em thử coi ở bên ngoài anh có ăn hết anh Cường không anh? Agri sàn sáng ngày hôm nay không biết sao trong phi ATO em đã thấy sàn này anh chị. Nói chung là nhóm chứng khoán bây giờ là cái nhóm mà rủi ro nhất anh chị. BSI cũng giảm trong ATO này, CTS cũng vậy này. Ui, ghê quá. Nhưng mà có một con mà giảm, nếu mà giảm về cái vùng này là mua được.
Vâng, VCI vậy. VCI bây giờ nó đang có cái hỗ trợ quanh 48 này, mình đang dự tính là chờ con này về 48 để mà đánh T cộng. AGR sàn luôn, ác thật. AGR anh chị mình chú ý nha, cái điểm hỗ trợ của nó là quanh 19.4. Ở đây thì chúng ta thấy là vừa là cái hỗ trợ của Ichimoku mà vừa là cái đỉnh cũ nữa. Ở đây thì anh chị mình hoàn toàn có thể là quất một cái lệnh T cộng chẳng hạn. Hôm nay xanh tím luôn, không có anh dứa bình yên hẳn. Thì giọng của anh dứa thì hơi vang vang tí đó anh chị, nếu mà đeo tai nghe thì mọi người thấy là nó hơi chói, nhưng mà nghe từ từ cũng sẽ quen thôi. Hello anh Trần Hoàng Linh, ở quê ở Đắk Lắk hay là Gia Lai? Em ở Gia Lai anh chị. Em chào anh Văn Bán Nam, chào anh chị Trần Hoàng Linh. AGR vẫn sàn. HAG hay đi ngược thị trường nhỉ? Có khi nào đợt này tăng như năm ngoái không Cường? Em thì em không có quan tâm tới con đấy lắm anh chị. Tại vì bây giờ tài khoản mình quản lý thì cũng khá là nhiều tài khoản lớn. Tham gia mấy con đấy thì những lúc nó đánh mình còn chưa hiểu được nó đánh cái gì. Cho nên là thôi anh chị. Đó, PVS lại xăng lên rồi. PVT vào giá này được không Cường? PVT thì điểm hỗ trợ của nó là cái vùng 28 này anh chị. Ủa, ông này bữa về tới 30 luôn nè. À. Căng quá ta. Ông này là về tới mục tiêu rồi đấy anh chị. PVT này. Bây giờ hiện tại cái điểm hỗ trợ vẫn là 28, 27, 9, 28. Anh chị mình mua ở quanh vùng này cho nó an toàn. Chỉ số châu Á hôm nay cũng yên bình. Quan trọng anh chị mình tham khảo thôi. Thị trường Việt Nam thì đôi lúc có đâu đi theo thế giới đâu anh chị. Lúc nào mà tiêu cực đúng không? Lúc nào tiêu cực thì ảnh hưởng theo, còn lúc tích cực thì chưa chắc đúng không? Cả nhà mình có thấy vậy không? Em thì em cảm giác như vậy anh chị. À, lúc nào mà thế giới xấu thì Việt Nam xấu theo. Lúc nào mà thế giới đẹp thì Việt Nam lại không ảnh hưởng gì. Hôm nay like trên Facebook nữa à. Thử xem như thế nào anh chị. Em thấy Facebook thì nó nhanh hơn so với YouTube anh chị ha. Nhưng mà YouTube thì mọi người lại coi nhiều hơn. Ví dụ bây giờ từ cái lúc mà em nói tới cái lúc mà anh chị mình nghe được ở trên
YouTube ấy, là khoảng tầm 30 giây. À, còn trên Facebook thì cái độ delay của nó khoảng 5-10 giây thôi. À, cho nên là anh chị nào mà mình thích nghe nhanh hơn ấy, thì cả nhà mình có thể là lên Facebook nghe nhanh hơn. Còn anh chị mà mình muốn coi với cái chất lượng tốt nhất thì ở YouTube. YouTube thì nó có cái tốc độ truyền tải nó thấp hơn anh chị. Không phải thấp hơn mà nó chậm hơn. À, chậm hơn thì mục đích nó giúp cho cái chất lượng của hình ảnh với âm thanh nó tốt hơn. Nó xử lý nó lâu hơn, còn Facebook thì nhanh hơn. Nhanh hơn thì bù lại thì cái chất lượng của nó lại thấp hơn. Hai Cường hôm qua chị mới học Ichi tại Hồ Chí Minh. Ok anh chị. Tuyệt vời quá. Chào anh Nhâm Nguyễn nha. Có một phiên 2022 mình nhớ mãi. Dow Jones trừ hơn 1.000 điểm. Và Nissan sau vài phiên mới ăn đấm. Thì cái đợt đấy thì mọi người cứ kêu là Việt Nam khỏe hơn thế giới đó anh chị. Nhưng mà khi mà Dow Jones nó rớt khoảng tầm vài phần trăm rồi bắt đầu thị trường Việt Nam mới rơi. Mà Việt Nam rơi thì không ai bằng. Việt Nam rơi thì không ai bằng. Nói đâu xa anh chị, năm 2022 chứ đâu. Hello anh Tùng Trương nha. ESI 37.8 chờ hay trung bình giá, quan trọng là điều kiện nào tới trước thôi anh chị. ESI ví dụ mà về được 37.5 thì anh chị mình ưu tiên bán, còn ngược lại nó về 35.7 thì ưu tiên mua. Quan trọng là cái điều kiện nào tới trước. À, theo mình nghĩ là nó hồi trước đấy. Hello Cường Thảo nhé, chào anh An Nguyễn. Chúc một tuần toàn màu tím nhé, hai anh em. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Minh Mạnh. Tuần nay anh Tèo chưa vào ta. Em biết hay hôm nay em tèo thấy em like nhưng không Em làm ăn sao để mà anh Tèo ghét thế? có đó. Em chào anh Hùng Nguyễn, chào anh chị Trần, chào anh chị Hạ Ngô, chào anh An Nguyễn, chào anh chị Nguyễn Minh Mạnh. Chào tất cả các anh chị đang xem live. DIG về quanh 31.5 có nhập được không? Đẹp nhất là 31 nhưng mà mua ở 31.5 thì mình thấy cũng ok rồi.
Hello anh Nguyễn Quang Thắng, chào anh Long Bùi. Nay T cộng được không em? T cộng thì tùy vào mã anh chị. Mình cũng lên danh sách các cái mã cần phải chú ý để bán T cộng rồi. Nhưng mà quan trọng là về tới hay không thôi, tại vì T cộng thì chúng ta cần phải căn ke và phải mua ở cái mức giá nó phù hợp nhất. Ví dụ như VCI này, ông này mà ông đạp về được 48 thì T cộng cũng xác suất thắng khá là cao. Đó, hoặc là bây giờ mấy con như DIG này mà tầm về quanh 31 thì xác suất thắng cũng khá là cao. Đó, hoặc là bây giờ kể cả con PVS này nó về tầm 42 thì T cộng xác suất thắng cũng khá là cao luôn. Đó, cho nên là phải chờ thôi anh chị. Nó về thì quất, nó không về thì thôi. À, tuần trước thì nhóm em có khớp một con T cộng là con Phát Đạt. À, Phát Đạt mua ở quanh 31.5 thì hiện tại chưa lời nhiều thôi mà vẫn có lời rồi. Con Phát Đạt. Hy vọng là hôm nay nhóm bất động sản tiếp tục bull lên để chiều nay chốt lại T cộng. Island Reversal rồi các thủ trưởng ơi. Hôm nay mà lấp lại được cái gap hôm thứ sáu thì tuyệt vời anh Sơn ơi. PVS quá trâu anh chị ha, PVS quá trâu. Phiên thứ sáu có thể coi là tự lấp gáp trong phiên luôn đó Cường, lấp bằng râu nến này. Lấp bằng râu nến thì nói chung mình thấy nó cũng chả uy tín lắm. Nay tăng mà thanh khoản thấp là chiều mình chốt hàng T cộng bắt đáy. Nhờ Cường tư vấn giúp chị HSG mua 23.4 giờ xử lý thế nào? Hoa sen thì hôm thứ sáu đạp ATC hơi lỗi chị. Nó đạp đang bị xuyên qua luôn cái mốc cân bằng này. Thì đối với con HSG này thì hôm nay hoặc là ngắn hạn mà lấy lại được trên 22.7 thì nó sẽ phục hồi về và khả năng nó lấp về cái vùng gap từ 23.2 tới 23.4 cũng tương đối là cao. Cho nên là chị quan sát thêm gì ha. Khả năng cao là nó về lấp gap đấy, con hoa sen này này. Từ cái vùng đỉnh tới bây giờ nó cũng giảm tương đối là lâu rồi đúng không? 6-7 phiên rồi. Rồi ok cả nhà ha, thị trường đã mở cửa và đang giao dịch ở 1256 anh chị, ở 1256. Hy vọng là lấy lại được trên 1257. Đạp hôm thứ sáu hơi chán đúng không chị? Đạp mà đạp ATC thế này. Đang giao dịch trong phiên luôn, vẫn đang trên 1257 mà đạp ATC đó về 1255.
Novaland gánh team. Sáng giờ là đầu phiên anh chị tăng điểm mạnh nhất là GVR. Cái nhóm cao su hôm thứ sáu bị đạp mình thấy là cũng hơi bị vô lý luôn. Giống như con DPR này anh chị đạp hơi bị vô lý luôn, đang trong phiên mình thấy là đang ở quanh cái vùng 40. Nó đạp một phát một ATC sàn luôn anh chị, bó tay. Cái này thì anh chị mình sao mà xử lý được? Chào chị Mai Nguyễn nha. Rồi đang sang lên rồi, đang sang lên rồi. Ok rồi. Nói chung hôm nay hy vọng là bất động sản chạy để anh em chốt hàng Tây Cộng đạt. Thôi thì có thoát bớt không anh em, tùy mà anh chị, tùy nhóm ngành. Em nói rồi, đoạn này thị trường thì có những cái nhóm ngành như chứng khoán thì nó đang có cái sự đồng pha với cái tín hiệu đảo chiều của thị trường. Có những nhóm ngành nó mới ở cái nhịp tăng đầu tiên, thậm chí là có những nhóm ngành nó còn chưa bước vào xu hướng tăng. Cho nên là bán hay là mua thì tùy thuộc vào nhóm ngành anh chị, tùy thuộc vào nhóm ngành. Có những con đạt thì chúng ta nên gom thêm, có những con nó vi phạm rồi thì hồi là phải canh ra. Đạp ATC thì chịu thôi, giống như là CG vậy, bị đạp một phát về giao găm luôn. Em Cường dễ thương ơi, PVC chốt lời được chưa em? Em nghe anh nói mà em nổi da gà luôn. PVC thì cầm đi anh chị. Dầu khí thì anh chị cứ nắm đi. Hôm thứ sáu PVS nó cũng đạp ATC, anh lèo vào gia tăng được giá 24,2.2, ghê vậy anh chị. Vậy là anh chị mình ngang tay lắm ấy chứ. Có bị vàng không? Bên này nó bị vàng bật em không? Tiếng bàn phím với lại tiếng chuột thôi. Vích hồi về được lắp ráp không? Nhóm chứng khoán ở này nó hơi yếu nha anh chị, chứng khoán á. VIX à, theo mình là lấp được tầm 19.8. VIX mà bây giờ nó đạp về tới quanh 18.8 là cái điểm mua, mà nó hồi về tầm 19.8 20 là cái điểm bán ngắn hạn nha anh chị. Ok, chào anh Thắng Vũ nha. Chào chị Kim Liên Nguyễn. Novaland mua được giá nào em ơi? Novaland thì anh chị mình chờ ở cái vùng 17.85. Cả nhà mình đang tham gia trên live, nếu như mà anh chị mình chưa có người hỗ trợ, chưa có người đồng hành thì cả nhà phải độ tụi em nha anh chị. Chỉ cần cả nhà mình có một cái tài khoản VPS hoặc là SSI thôi,
Nếu như mà anh chị mình chưa có tài khoản VPS và ESA thì cả nhà mình liên hệ trực tiếp với Như Thảo nha anh chị. Thảo sẽ hướng dẫn mọi người mở tài khoản mới nha anh chị. Mở mới rất nhanh anh chị ha. Còn nếu mà giả sử mà có tài khoản VPS rồi thì cả nhà mình chỉ cần chuyển ID về cũng rất nhanh luôn. Vinamilk mua mới giá này được không em? Vinamilk thì thôi anh chị ơi, Vinamilk bỏ đi. Vinamilk thì nhìn độ thị tuần của nó thì nó vẫn đang khá là khó khăn anh chị, khá là khó khăn để mà bứt phá mạnh lên. Con này sao nó giống Masan thế ta? Cũng tầm 17 tuần đấy. Rồi, lại đang điều chỉnh xuống rồi. Một hai năm hai. Rồi ok tiếp tục cả nhà ha. Mục tiêu ngắn hạn của KDH này, mục tiêu ngắn hạn của KDH thì ở cái vùng khách sạn hiện tại là quanh cái vùng 37x anh chị. 37x nếu anh chị mà mình muốn chốt lời ngắn hạn gì đấy thì nên chờ nó phục hồi hơn. Ông này thì bây giờ có đạp thêm thì nó cũng hướng về cái vùng mây to rồi thôi. Cũng là tạo ra cái cơ hội cho cả nhà mình mua mới chứ đâu phải là để bán đục hay đâu anh chị. TCH đang điều chỉnh này, mà chỉnh kiểu này thì cũng chả có cái điểm mua. Sau này đang chỉnh STB thế gì động. STB nữa. Ôi trời, STB nó phá dao găm luôn nhỉ. À, mặc dù thì cả nhà mình thấy là nó phủ nhận cái thông tin kia mà STB nó vẫn giảm anh chị. Không lên nổi. Một hai năm mươi rồi. Đạp Vietcombank. Lưu ý nha anh chị, bây giờ anh chị mà muốn muốn cơ cấu thì cũng phải chờ hồi thôi, tại vì bây giờ mất đi 1257 này thì nó đâm xuống khoảng đâu ra cái vùng 1235, mà từ 1235 thì thị trường vẫn có cửa phục hồi lên 1257 hoặc là cao hơn. Một cái xu hướng trung hạn đang tăng như vậy thì anh chị mà mình đang gọi là vị thế không tốt thì cũng phải chờ nó xanh lại để cơ cấu anh chị. Ở ngắn hạn thì đương nhiên là nó đang hơi xấu rồi, nhưng mà về trung dài hạn thì vẫn đang tăng mà. Chúng ta cứ ưu tiên nhất là cái xu hướng trung hạn thôi. STB bị sao ở đây?
Xin giá thoát VND à? VND thì hiện tại bây giờ anh chị mình đang kẹt hàng thì chờ nó hồi về 22.7 thôi. Ông này ông ấy giảm liên tục hơn 10 phiên rồi bán đổi chi nữa anh chị. Ông này thì em mới nói anh chị mình đừng tham gia vào rồi mà. Giả sử mà bây giờ cho dù là VND nó có khắc phục được cái sự cố kia đi chăng nữa thì cái việc mà nó ảnh hưởng về lâu về dài nó vẫn có chứ. Đâu phải là cứ khắc phục xong là không bị ảnh hưởng đâu. Anh chị mình phải dự tính ví dụ VND nó bị ảnh hưởng như vậy thì trong tương lai gần tài khoản nó sẽ bị rút ra nhiều đúng không? Tài khoản bị rút ra nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của các cái quý tới. Cả nhà mình tham gia, cả nhà mình để lại giúp tụi em những cái trái tim nha anh chị. Cảm ơn cả nhà mình nhiều nhé. Cho chị xin hỏi điểm hỗ trợ của Nam Long. Nam Long làm gì? Nam Long bây giờ cái điểm hỗ trợ gần nhất của nó là cái vùng 41.5. Còn nói chung là con này anh chị yên tâm. Bây giờ nó xuống 41.5 nó có cầu lên và bây giờ nó đi ngang ở đây thì nó cũng về cái vùng mây xanh thì nó cũng lên. Cái xác suất và cái cửa lên của con này nó cao hơn là cái cửa giảm. Nam Long cái KDH cũng vậy, cái xác suất của nó đang có cái mây to tương lai. Cái cửa tăng với lại cái cửa mà đi ngang nó sẽ cao hơn cái cửa giảm. Thì em TP đang mua 1.2 có nên cắt lỗ không? TP anh chị đợi nó hồi lên nhá. Anh vùng giá 18.5 ở thì các anh chị cắt. Có nên vào EB không? EB thì chưa nên tham gia cụ hiện tại nó đang ở trong một cái xu hướng giảm rồi, trong ngắn hạn cũng như là trong trung hạn nữa. Với lại cái mặt cổ phiếu này thì trong ngắn hạn cũng có cản này. 18.5 là cái cản của EB thì nếu như anh chị tham gia ở đây á, thì cái biên lợi nhuận nó cũng không lớn lắm anh chị. Ủa, cái con T2 tại TV2 để làm gì không? Mấy con thanh khoản BBS kiểu này chị thấy không? Là tụi em né né, tụi em né là không thừa đâu. Quá sợ luôn. Gọi là bây giờ nắm giữ cả 4 5 tháng không bằng nó sàn 3 cây. Quá đẳng cấp luôn.
khu công nghiệp kéo xanh lại GVR 2%. Khu công nghiệp đợt trước thứ 6 đạt mạnh quá. Single nhận định nhóm đầu tư công tích lũy lâu cá nhưng cứ giảm, tích lũy có giảm đâu anh chị, vẫn là trong biên tích lũy mà. Dù HV này em nói mọi người cứ từ từ, mọi người cứ mua đuổi lên làm gì. Bây giờ ông này, bây giờ anh chị mình mua ở quanh cái vùng cân bằng là 15.3 trước một phần đi. Bây giờ nó đạp về tầm 14.5 mua thêm, hoặc là nó break out thì mua thêm anh chị. Nó vẫn đang ở trong một cái trạng thái tích lũy thôi, một cái vùng tích lũy thôi, chứ nó có giảm đâu. Vùng tích lũy là gì anh chị? Vùng tích lũy là một cái vùng mà giá cổ phiếu nó biến động lên xuống ở trong cái biên tích lũy ấy chị ha. Thì nó lên trong rồi nó giảm trong cái biên này, chứ đâu phải là nó downtrend gì đâu ta. Quan trọng bây giờ anh chị mình thấy không? Nhóm mình cho mua từ cái vùng 15.3 này, thì bây giờ nó hồi lên lại thành lãi. Chỉ có anh chị mua đổ thì anh chị mới lỗ thôi, chứ còn mua ở cái vùng cân bằng, mua ở cái biên độ tích lũy của nó rồi, thì cái biên trung bình tích lũy của nó rồi thì kiểu gì nó cũng ở đấy thôi. Anh chị mà mình đu ở cái cây mà nó bùng bùng lên như vậy nè, đó, thì mới mới tiêu chứ, tại vì cây này nó phải cây breakout anh chị. Breakout là nó phải có con số 4. Số 4 giống đoạn này nè, đó, số 4 này này, số 4 màu tím này mới là breakout, còn đoạn này nó chưa break mà. Novaland thì anh chị mình nên nắm, tại vì cơ bản là nó vào xu hướng tăng rồi thì nắm thôi anh chị. Bán làm gì? Ui, Novaland lên vậy thì chắc là bất động sản lại ngon rồi. Chỉ cần một con nó lên, nó lên, nó kích còi thôi anh chị. Ở rang tím thị trường đạt ngược lại. Sáng nay Novaland cũng không đỏ được luôn. Nó vẫn lừa. Ôi, hôm nay thị trường có Novaland có thêm thép nữa. Thép là con nào? Em thấy con nào tăng đâu? HTG vẫn tham chiếu này. Sang năm kia. À, tại vì nó đạp te tua bữa giờ đấy. Anh xem giúp em VTG nên giữ không? Thì nó cũng là đầu tư công thôi. VCG vẫn đang tích lũy thôi anh chị, nó chưa vào xu hướng. Ghê nha. Con này hôm nay chính thức là nó break out này. Số 4 rồi này, số 4 rồi này. Novaland hy vọng là nó cất còi cho nhóm bất động sản lên anh chị. Hiện tại là DIG cũng đang 1%. Có Novaland thì 3% thôi. Novaland đánh như thế này còn bảo lừa thì chịu. Anh chị mình không biết vui tính là gì hả anh chị? Sao mà khắt khe vậy? Thì đó, giờ Novaland thì mọi người đặt cái biệt danh của nó là nó vẫn lừa đúng không? Thì mình nói thôi. Nhiều anh chị mình khó tính thật. HBG lên 88 không Thảo ơi. Đỉnh cổ giờ, đỉnh cổ trung hạn 4 trước mắt thì phải lên đó được rồi mới tính tiếp không chị ạ? Nói chung là HBG mà cuối năm và năm sau lên tới 44 đỉnh cổ là cũng đủ ấm rồi anh chị.
Nay nó lên nó crack out rồi nè, số 4 nó xuất hiện rồi. Đang lộ cái thích đồ à. Chịu thôi anh chị. À, mình thì vừa câu trước mình nói là bây giờ anh chị mình cứ nắm giữ đi, câu sau đùa đùa có tí thôi, đùa là nó vẫn lừa đúng không? Lại bị anh chị mình khó tính liền. Novaland hôm nay tiền lại vào mục tiêu target của Novaland, anh chị căn định cổ anh chị nhá, quanh vùng giá 22. Ừ. Novaland Giờ xong đến ăn tuấn mượn. Novaland thì bây giờ nó đâu còn cản bên trên đâu anh chị. Cái vùng cản gần nhất cũng là cái đỉnh cổ năm ngoái á. Quanh cái vùng 22 như Thảo nói. CTR. CTR thì quanh cái mốc 128, 129 cũng là cái điểm hỗ trợ rồi. Không biết là chị nắm ở đâu. Hiện tại con này vẫn là cái xu hướng tăng. Vẫn là xu hướng tăng thôi. KSB phải cắt không em? KSB không biết là anh chị mình mua với giá vốn là vùng giá nào anh chị ha? KSB đang có hỗ trợ 24.8. Xin điểm mua của HAH với CSV. HH thì trong ngắn hạn đang có hỗ trợ anh chị nhé, cái vùng giá 41.3. Các anh chị có thể là tham gia chia làm hai phần để tham gia anh chị. Một phần thì các anh chị tham gia cho có vị thế ở cái vùng giá hiện tại cũng được, cái vùng hỗ trợ 41.3 đây. Hôm bữa nhờ Cường nói chứng khoán Đồng Pha vừa đi nên cũng giảm 5% mà chứng khoán này. Nhưng mà quan trọng anh giảm ở cái vùng giá nào chứ em thấy là chứng khoán nó vẫn có một cú hồi lại, nó test lại đấy. Ví dụ ESI này nó sẽ hồi về quanh 37.4 này anh chị. Quan trọng chỉ mình hạ thời điểm nào, hạ thời điểm nó xanh lên hay là hạ thời điểm nó đỏ xuống. Chứ hạ thời điểm nó đỏ xuống thì coi chừng là hôm nay và ngày mai có giá tốt hơn đấy anh chị. DGC mua 118. DGC thì ngắn hạn phục hồi về tầm quanh 122 anh chị. CEO nữa này. CEO mà về lại 22.3, 22.5 là hỗ trợ cũ của nó rồi. Bây giờ CEO nếu như mà nó chỉ bắt được ở loanh quanh 22 mà 2 chấm nhỏ thì nó sẽ hồi trên chỉ về được 23.4, 23.5 đúng không?
nhớ thời điểm trước nó break 2-3 năm để lên không, 2-4-3 không, những vùng đó bây giờ sẽ là vùng cản. HBG mua mới anh chị, HBG mua mới thì phải ở cái vùng 22.29.25 này, ngay con dao găm luôn. Mấy ông này mấy ông giảm mà mấy ông chả phát thanh khoản anh chị, bùng lên một cây xong rồi xây nền, biết đâu được vài hôm tới nó lại tiếp tục nó rắc lên thành cái nền mới sao. Nói chung HBG thì trong nhóm mình cho anh chị mình nắm giữ từ cái vùng giá 28 rồi, cho nên cứ cầm vậy thôi. Thì Vietcombank nó lại giảm. Có BIDV đỡ lại, cần CTG nữa. Quick4 một ông của đỏ là hai ông kia đỡ lại chút. CTG lại sắp có khách sạn ở đây này, vậy hút lên này. Khách sạn bây giờ đang ở 34.3 nữa. Găm bữa bắt đó, hồi về tới đó. Giá vàng tăng kinh quá à. Khi mà mọi thứ nó quá rõ ràng rồi thì đâu còn nhiều cơ hội đâu anh chị. Đúng không? Em phân tích giá vàng tới giờ đâu có sai đâu anh chị. Mình nói giá vàng tăng. Đó là vàng trong nước tăng đúng không? Mà vàng trong nước tăng thì tháng trước rồi. Tại em báo với cả nhà mình là không nên mua vàng miếng đó, mà nên mua vàng nhẫn. Thì bữa giờ vàng miếng vẫn đứng yên anh chị. Vàng miếng nó vẫn dao động 1-2 triệu nhưng một triệu thôi, quanh quanh 1 triệu thôi. Mà vàng nhẫn nó lên tới 4-5 triệu rồi. Đúng rồi anh chị. Báo với cả nhà mình là bây giờ chú ý tới vàng nhẫn. Chốt lại chứng khoán đi mua vàng đâu bao giờ sai đâu. Năm nay là như vậy nha anh chị, năm nay là như vậy, năm nay là chiến lược của chúng ta là chốt lại đi mua vàng. À, khi mà cái mức độ chênh lệch giữa vàng miếng và vàng nhẫn nó thấp lại thì bắt đầu cơ hội của vàng miếng nó cao hơn. Còn khi mà chênh lệch nó quá xa thì vàng nhận cơ hội nó tốt hơn anh chị. Cứ đè đầu ông SJC là mua thôi. Vàng target bao nhiêu à? Target là 3.000 đô anh chị. 3.000 ao, 3.000 đô trên ao. Cường xem giúp mình giá vàng bao giờ chỉnh lại để mình mua mua thêm này. Vàng thì anh chị mình đừng có phân tích như kiểu chứng khoán anh chị. Vàng thì anh chị mình có lãi anh chị mình cứ mua thôi. Khi mà anh chị mình mua ở trong cái xu hướng tăng trung hạn như vậy thì có thể tháng này hoặc tuần này anh chị mua cao, nhưng mà tuần sau anh chị mua giá tốt hơn thì vẫn ok mà. Để em coi hôm nay giá vàng như thế nào. Ui, giá vàng nhẫn 72 giá mua vào rồi anh chị, ghê gớm quá đúng không? Hôm bữa 69 anh chị mình hỏi em mua được không, anh chị mình kêu không, em còn nói mua được mà hôm nay thì thôi mình không dám mua ở đâu, hôm nay 72 mấy rồi thôi. Đó bữa giờ vàng nó từ vàng đối với giá bán nha anh chị, nó từ 68 mới lên tới 73. Mà đối với vàng miếng thì nó vẫn ở quanh 81-80 thôi. Xuất lại phải đi mua đất nhưng mà đất nặng nè. Ghê nha, 72 mấy luôn. Sáng ngày mới lên chứ gì. Hôm bữa em mới coi mấy 71 mà giờ 72 rồi. Vừa tí nó nói em với tài, vừa tí nó kêu em biết vậy em nghe anh đi mua vàng. lúc lúc anh em mình phân tích vàng ở 1.9.25
950 đấy, biết vậy em có tin về. Hồi Tết đó. Ghê quá. Vàng nhận tăng kinh quá anh chị. Khách sạn hút lên anh chị, chờ nó cân bằng lại xem đã. Giữ được trên 52 lại rồi này, một tiếng đi, tiếng nữa thì khách sạn nó mở ra rộng hơn. Nó sẽ hồi về được 1257 luôn. Cần phá khách sạn là cần phá 1257 để nó duy trì lấy được trên mốc hỗ trợ ha. Nay chỉ cần một trên 1257 thôi. Bây giờ banh đã đạt rồi thì chúng ta phải kỳ vọng banh nó hồi chứ. Mà banh hồi thì chỉ số nó hồi tốt hơn. Ui, hôm nay anh chị mình cũng tham gia 1.800 anh chị mình tham gia này. Mà hôm nay mà không được 1.000 highlight nữa thì Thảo hơi sai cho Thảo. Anh chị mình đang xem live, chị để lại giúp ban em những cái lượt like anh chị nhé. Anh chị nào mà chúng ta đang có tài khoản tại SSI hoặc là VVS thì có thể là liên hệ đến số điện thoại của em Thảo đã để trên phần comment anh chị. Em sẽ hỗ trợ anh chị về cái tài khoản SSI và VVS để có thể là vào cái room VIP của anh em bên ITV anh chị nhé. F0 chính hãng chào team ạ, chúc một ngày vui vẻ. F0 chính hãng với F0 fake nữa hả? Xin chào anh chị F0 chính hãng nha. BVS giá 42, BVS giá 42 là bùng hỗ trợ rồi. BVS sẽ hồi về được khoảng 43.5 trong ngắn hạn ha. Vượt 43.5 sẽ tiếp tục đà tăng. Có khách sạn hút lên không em? Nãy tụi em mới nói cho chị đấy, chị một khoảng tiếng nữa thì khách sạn 1257 cũng ngắn hạn. Vùng này thị trường đạp thì anh chị mình đừng có lo, tại vì bên dưới mây cái to lắm. Nó đạp về tầm 1235 nó lại có cầu nó đỡ lên, nó hồi lại tầm 1260 liền nè, cho nên là đừng có bán đuổi. Ngược lại thì Tôi nếu nhắc mà mọi người hồi là lên mua giá khách thì sạn giá 4. nếu mà ngược lại mà hồi lên thì mọi người phải bán tùy vào mã nha. Có những mã nên bán, có những mã chúng ta phải nên nắm và canh mua gia tăng thêm. Ví dụ như chứng khoán này nó hồi lên về tầm vùng cân bằng là em nghĩ là anh chị mình có vị thế không được tốt thì nên hạ. Còn bất động sản thì đạt thì kệ nó, anh chị bất động sản đạt thì mua thêm. Còn dầu khí cũng vậy, dầu khí mà đạt thì mua thêm thôi. Cường cho cô hỏi thị trường có xấu không để cô bán bớt các mã DGC, ESI, ELC, GAC. Sao bữa giờ em thấy mọi người cứ mua ELC hoài ta? Để nó Biết cái team nào hô á, anh thấy cứ có... hỏi LC cũng ELC thì ngắn hạn nó hồi về khoảng tầm 23.2 cô nha. Ngắn hạn về tầm khoảng đấy. Mà con này nó cao quá rồi, không biết là đội nào hô mua đây. LC coi mọi người kêu mấy con công nghệ mà nhỏ như là kêu là đầu tư vào công nghệ nhóm trước chạy rồi thì đầu tư vào công nghệ nhóm nhỏ rồi đi luôn. Vick vị thế 18.2 hold được không hay chờ hồi chốt 18.2?
18.2 thì đang nằm dưới cái vùng hỗ trợ hiện tại là 18.8. Ông này thì theo mình là hồi là nên chốt đấy, tại vì nó bị rụng khỏi cái kênh giá tăng rồi đấy, không nó hồi về tầm 18.8 tới 19.8 tới 20 thì nên chốt. DPG khỏe thật sự. Nhận định thị trường tương lai chút mọi người. Chứ tụi em có nhận định quá khứ đâu anh chị. Nãy giờ tính ra là toàn nói là cái mục tiêu nó hồi phục, hoặc là cái vùng mà để cho anh chị mình canh mua thôi. Chứ tụi em có nói quá khứ đâu. Tư vấn thì nó phải nói tương lai chứ. Theo con dán nào vào được anh em? Theo thì cái vùng hỗ trợ hiện tại 22.4 anh chị. Về đây thì anh chị có thể tham gia, nhưng cái mã cổ phiếu này thì cần cái sự kiên nhẫn anh chị nhé. Hiện tại sale là cái mã cổ phiếu trong nhóm bất động sản mà nó chưa chạy. Mà bây giờ cái mã cổ phiếu sale này nó vượt, anh chị có thể là tham gia lấy vị thế ở cái vùng giá 22.4 này, một phần anh chị ha. Còn phần còn lại thì anh chị đợi cái phiên nó vừa rớt đi anh chị. Phương Tèo ơi, DGW kép âm 7%. Ui, DGW kép anh chị mình âm ghê ta. Được. Nhóm em cũng âm đấy, nhưng mà âm không tới mức như anh chị đâu. Tụi em mua quanh 65. PC World giờ về 62.5 là cũng gặp hỗ trợ của nó rồi. Ông này Chỉ thì có vẫn đang 28 ở, mới chờ hồi thôi. ông này thì vẫn đang ở trong một cái xu hướng tăng mà anh chị. Vài phiên tới lại hồi về tầm 65.5 mà. Anh chị mình âm gì mà tới 7% ghê vậy. Chắc là mua trường trên 68 rồi. 68 là âm 10%, vậy là chắc là khoảng 60 66 67. 67, chắc tầm 67. Nha, 62.5 sẽ là cái hỗ trợ ngắn hạn của DigiWorld ha. Khoảng 1 tiếng nữa thì DigiWorld nó có khách sạn hồi về được 63.9, 64 ấy. À, nhìn Chị chờ đi. về hiện tại thì đồ thị phương Tây nó cũng đang ở cái bên dưới này nè. Có thể nó vẫn còn nhúng thêm một tí, nhưng mà nó không nhúng quá sâu ở đâu anh chị. Dịp này thì FRT với lại thế giới di động nó khỏe hơn. L14.
Bố em nó cuốn con này đâu, cái này tao tìm lắm, là 14 mục tiếp 30%. L14 mình nên đánh cửa lên đi nè, đừng có đi bắt đáy. Giờ L14 mình đợt trước anh chị vô là giờ cũng âm chắc mười mấy 20% rồi. 10% rồi. Từ thời điểm nó 47, bây giờ 42. Mất năm giá hơn 10% rồi. ML14 thì nó có khả năng nó hồi về được cho mình quanh 44.5, 44.6 nha. Nhưng mà thôi, như con này em nghĩ là hạn chế đi. Khi nào mà nó phá hết cản, nó thoáng hết tuần tuần ngày tháng nữa thì vào cũng muộn đâu. FPS kèo cà phê cắt lỗ không? FPS giờ nó về 7.4, 7.5 hỗ trợ luôn rồi. Rất cao không được về hỗ trợ luôn rồi. Nó sẽ hồi về được 7.6 nha. Nếu như chúng khách sạn ngày mai mở ra luôn này, FPS. Giờ đây này, bây giờ nếu như hỗ trợ tuần của nó là 7.4. Anh em nếu mà đánh 7.8 á thì bắt 7.4 ra 7.6 ha, 7.6 cho tới 7.7 sẽ là khách sạn nó hồi về đó. Ngày mai khách sạn mở ra tầm 7.7 7.6. Mình mua mới KDH được chưa? KDH thì anh chị đợi thêm đi chị. Nó giảm thêm thì chúng ta mới vào được. Cái mã này mặc dù là đang có một cái hỗ trợ ở cái vùng 35.1, 35.2 đây các anh chị này. Nhưng mà nếu mà thủng cái vùng 35.1 này á, thì nó có khả năng là nó sẽ quay lại cái vùng 34 các anh chị. Vì vậy hiện tại chưa vội để tham gia KDH anh chị nhé. Quay lại 1249 lại nè, thị trường là 1250, đừng có phá đáy nữa thì lúc đó khách sạn nó mới giữ được, phá đó là khách sạn giờ xuống nữa. Chào chị, xin nhờ bạn SSC Thảo ơi. SSC em chị giữ đi em chị, hiện tại nó đang ở hỗ trợ rồi, hỗ trợ 40.3. Sáng ngày hôm nay SSC nó có chạm được cái vùng 40.3, sau đó là hồi lên nhẹ rồi anh chị này. Thì cái mã cổ phiếu này anh chị có thể là tiếp tục nắm giữ. Nếu như mà nó thủng cái vùng 40.3 này các anh chị này, thì ngày hôm sau chúng ta sẽ đưa ra cái hướng xử lý đối với SSC anh chị nhé. Sẽ xem xét thử coi cái mã cổ phiếu này ngày hôm nay nó vận động như thế nào đã. Ui, đạm Cà Mau nó về tới dầu găm rồi này anh. Tôi mong qua họp mới báo SM về đánh đảo hàng cho Thành ơi, mà nhanh nha, 37 có giá luôn. 30.5 là hỗ trợ Kijun tuần rồi, nên 30.5, 30.7 nhúng một tới đó kéo hồi về được. Con này quýnh ác nha, quýnh giống y chang như đầu tư công, rồi đánh cái cây bull lên xong rồi test xuống rồi giảm ba cây liên tục luôn. DG giá 32.6 bán giá nào được? DG thì nó đang có cái nhịp chỉnh trong ngắn hạn anh chị, còn trung hạn cái mã cổ phiếu này vẫn đẹp lắm. Anh chị mua 32.6 không biết là hiện tại mình có sức mua không? Nếu như anh chị còn sức mua thì chúng ta đợi để có thể là trung bình giá được đối với DG. DG nó khỏe lắm anh chị. Hiện tại những cái phiên gần đây nó đang đi tích lũy thôi à. Chỉ có cái cây ngày 3 tháng 4 là mỗi cây bán. Mày có tâm sự buồn hay sao phở Thế phạt này? Phở chị phạt nha. 2 ngày rồi. Tâm sự với anh Tú là ngày mai người ta lấy chồng. DG với phát đạt vùng nào để lo? DG thì tích lũy ở quanh 31.8 cho tới 32 này, tầm 2 hôm nữa thôi, đây sẽ là hỗ trợ mạnh luôn. À, còn hoặc là hôm nay DG chỉ thấy nhúng xuống tầm khoảng 31 rồi, 31.2 31.5 rồi là một được. Nó về tới.
Đạt cũng vậy, các Đạt nó cũng không không về điểm mua cho chúng ta ha. Các Đạt nếu mà về điểm mua phải loanh quanh vùng 30.9 tới 31 cơ. Chứ là 31.8 này, nhỏ nhỏ hơn xíu. Giá 31 nhỏ hơn chút. Được xem. Đức Xanh cũng vậy, cũng đang nằm trong biên giữa hai kiến, cũng không có điểm mua, giảm thêm thì mua được, về sát 19 thì mua được, hoặc phá lên hẳn vùng 20.2 luôn, bây giờ nằm ở giữa khó mua lắm. Đạt Phương, DPG, Đạt Phương thì nó cứ tiếp tục tăng thôi. Ui, Đạt Phương nó đi ngược lại luôn à. Đạt Phương phá cả cảng tháng 49.5 vậy phải vui. Anh chị Hôm nay có Đạt Phương với lại Novaland là đang tăng này. Rồi CEO giá 21.5 thì thôi. 21.5 anh chị chỉ cần mua thêm thôi chứ. Giá này là giá từ trên sóng nó lên từ dịp trước mà. 21.5 mà nó kéo lên 24.4. Cũng phải ba giá 15%. KBC trung bình. KBC đang về hỗ trợ giao găm ra này, về hỗ trợ giao găm 32.8. Khả năng là KBC giữ được 32.8 nhưng hôm nay thì sẽ hồi về được quanh 34. VND mua được chưa? VND mọi người đánh, bây giờ đánh VND thì căng lắm. VND nguyên một cái vùng hỗ trợ của nó là 21.5, nó sẽ có vùng hỗ trợ mạnh. Tao đang 21.8 này, nó về được 21.5 là sẽ có vùng hỗ trợ cũng khá là mạnh của nó, có nhịp hồi lên thôi. Còn nắm dài của nó thì cái thiệt hại về tài chính của nó trong cái nhịp đợt trước nó hơi hơi lớn, nên đâm ra là em cũng không thích đánh dài con này. Chứng khoán bị giả đầu tiên là BSI và FTS thì đúng rồi anh chị. Nó cao quá mà nó đồng pha với thị trường thì phải chịu thôi. FTS có nó về vô găm không? FTS mà về tới vô găm là nó bật đó. Test thì thị trường hồi nó nhảy lắm nha anh chị. Vô găm của nó là 54. 54.2 ha, chú ý xem. 1248 rồi. FTS. Ồ, 54.2 là ngay sàn hôm nay luôn mà, giá sàn luôn Gì mà. FTS. Ghê nhỉ, chứng khoán nó giảm mát nhỉ, đồng thuận với thị trường mà. Giá này cũng không giảm mấy nè, cái này cũng bị hỗ trợ rồi. ESI thì nó cân bằng hơn, ESI với lại con VCI thì nó cân bằng hơn, tại vì nó cũng so với cái sự cân bằng của nó trong trung hạn thì ESI với VCI vẫn cân bằng hơn, mà chưa tăng nhiều, chưa tăng nhiều thì nó giảm yếu hơn anh chị, mấy con kia nó giảm nhiều hơn. DGC toang rồi, FTS chưa. DGC thì quanh cái vùng 115 này nó cũng là cái điểm hỗ trợ đấy anh chị, điểm hỗ trợ bên dưới. Nhìn cái bảng điện muốn clear cho nhẹ đầu, anh chị mình phải hiểu là bây giờ thị trường vẫn ở một cái xu hướng tăng trong trung hạn nha. Cái vấn đề bây giờ mọi người phải chú ý cái tỷ trọng tài khoản thôi. Giả sử mà bây giờ anh chị mình còn tiền thì thoải mái đi. Còn tiền thoải mái nó chỉnh về một cái điểm cân bằng trong trung hạn thì cái đó là cái điểm mua cho anh chị mình gia tăng đấy chứ. Nó khác so với năm ngoái cho anh chị, năm ngoái là trung hạn của chúng ta là một cái nhịp sideway. Một cái nhịp sideway trong trung hạn, còn năm nay là trung hạn nó đã vào một cái xu hướng tăng rồi. Cho nên chỉnh nếu mà anh chị mình bán đuổi thì khá là sai lầm ha. Tại vì theo alo, dạ em nghe nhé.
Ôi, coi kênh 30 ông nào cũng bị đạp ra. À, thế giới di động. Đây là thế giới di động. Đạp VRE nữa. Hai ông bánh lẻ à. Thế giới di động mà nó bị đạp gãy 50 này thì nó phải về tới 49.5 mà chị nha. Nó giảm thêm nó 0.5 giá được. Ít nhất bắt 49 xong rồi về ngược lại luôn nè. Vban 18.9 giữ được không? Vban thì bây giờ đang có hỗ trợ vùng giá 18 anh chị. Bây giờ cái mã cổ phiếu này mà nó hồi lên cái vùng 18.4, 18.5 á, thì các anh chị hạ các anh chị nhé. Bởi vì Vban đang ở trong một cái xu hướng giảm trong ngắn hạn rồi. Hồi lên thì hạ thôi. Vban 18.9 Vban hỗ trợ hiện tại 19.1 anh chị có thể tiếp tục nắm giữ anh chị nhé. Mất cái vùng hỗ trợ này thì cái phiên hôm sau các anh chị cân nhắc là thoát. VBank có như là trả cổ tức tiền mặt 10% hay sao á? Ừ. 19.1 19.1 hỗ trợ, 18.9 cũng hỗ trợ. Nói chung là chị VBank nắm cái này đi, gãy mình gãy 18.8 rồi đây. Xuống 1, 2, 3, 5 thì vòng lên cho nhanh. Đúng rồi anh chị. Tầm đấy thì nó xuống thì nó vòng lên lại thôi. F2 Mình mở mây mây ấy đang khá là to. anh chị đánh F2 mở hả? F2 mở thôi. F2 mở nó quét buổi sáng. Em coi F2M nên gì mới thấy cái nến đó, cái nến hơi ảo vậy. Mà quét cái đó thì chắc khó, chắc nó quét stop loss rồi. Khó có ai mà chốt lại được lắm. Bơ về 1, 2, 2, 3 rồi mới bay bung nóc, tại vì bây giờ thị trường nó có mây khá là to, nó giảm về thì nó lại có cầu đỡ lên thôi, mọi người đừng có bán đuổi là được. Rồi chú ý 1246 á, hỗ trợ tuần của chúng ta là 1246. Cứ để nó giảm về đi anh chị, rủ bớt hàng ra thì nó lên sẽ nhanh hơn. BDR về điểm mua kìa. Chưa. Ai chà, chả lẽ nó không cho mình bán chốt lời. Bữa múc 31.5, chả lẽ bây giờ lại xui tới nỗi là hàng về lại hòa thôi. PVS về tham chiếu luôn, hiện tại là buổi sáng của chúng ta là 363 mà cổ phiếu đỏ anh chị trên sàn HOSE. Nhiều nhiều anh chị mình thấy thứ sáu Dow Jones xanh lên gần 1% vui mừng đúng không? Thị trường chúng ta luôn có lối đi riêng anh chị. Thị trường có lối đi riêng đúng không? Chỉ giờ canh cổ phiếu thôi, cổ phiếu nào mà chúng ta thích mà nó về điểm mua là chúng ta cứ bắt đầu những giải ngân thôi, nhưng mà chờ điểm nó thì chưa chắc nó về thị trường về điểm đó mà cổ phiếu của chúng mình lại về đúng cái điểm mình mua. Consumer đặt cảnh báo liên tục, nhóm bán lẻ hôm nay sao bị bán mạnh đấy, thế giới di động cũng bị bán mạnh nè.
17 hôm nay giá bán lẻ 17 nè. DG World One không biết giá bao nhiêu nha, không biết anh nắm giá bao nhiêu. Nhưng mà DG World nó về 61.5, 61.8 là sẽ về hỗ trợ ngày với lại hỗ trợ tuần rồi. Khả năng cũng sẽ có một cái nhịp cho anh ra. À, vùng hồi lên là khoảng 65. Chúng nó giảm như vậy rồi mọi người không cần phải bán tống bán tháo đi đâu. Còn tiền thì đánh nhịp đảo hàng thôi mà không còn thì giữ im luôn vậy. Giữ Nay im chứ. sao tụi thép nó lạ ghê anh ta. Thép sáng À. giờ thanh khoản không có luôn. Có khi nào chiều nay thép nó lại quay lại không cả nhà? Ừ, có thể thấy thép về hỗ trợ tuần 253 là hỗ trợ ngày của thép, hỗ trợ tuần của thép là 255, bây giờ thép đang nắm ở 255. HPG về dấu găm. Nghi lắm ấy chứ. Sáng giờ kể cả mấy con bị đạp mạnh trong thời gian vừa qua như Hoa Sen với Nam Kim thanh khoản chỉ bằng một nửa so với phiên thứ sáu, mà thứ sáu lại là cái thanh khoản nó thấp nữa. Phát cũng vậy nè, phát cũng không ai bán nữa. Phát có thể hồi về được 30, 30.5 á. Banh chiều nay dễ kéo, đúng rồi, banh một vài con nó cũng giảm 7-8 phiên rồi. Mà thông thường là giảm 9 phiên là nó sẽ có một cái trạng thái khách sạn nó kéo lên nữa. Có Sao con ạ? Vietcombank với con VBank hôm nay đạp là bởi vì bữa giờ nó cũng chưa có ảnh hưởng nhiều quá chứ. Vietcombank bữa giờ nó chưa giảm luôn anh chị, nó cứ loanh quanh ở đây thôi. VBank cũng vậy. Thảo cứ im im đang lỗ hay sao vậy em à? Thảo em nghĩ chắc là nó đang ngồi nó canh nó mua đi rồi chứ. Sao anh biết hay Đó. vậy? Mãi mãi chung tình với DIG đúng không? Dầu khí vẫn khá là khỏe anh chị. Vẫn khá là khỏe. Chị đang lỗ thép nhưng không muốn bán vì nó đúng rồi. Thép là nhóm mà mình chưa thấy nó lên luôn anh chị. Nó cứ lên xong rồi nó xây nền thì mua đuổi lại hơi mệt, công nhận. Thảo không được cãi TCB có cường bên nữa. nha. TCB đang có hỗ trợ 44 các anh chị, thủng cái vùng này thì lúc đó chúng ta mới tính đến chuyện bán anh chị nhé. Còn hiện tại thì nó đang có hỗ trợ này thì các anh chị mình có thể là nắm giữ. Em cãi anh Cường hồi nào đâu, anh Cường nói gì cũng đúng mà. Ghê chưa? Hôm mọi người mà thấy Thảo bên ngoài rồi với Thảo trên đây là hai bức tranh hoàn toàn khác nhau đúng không? Y chang. Bên Y ngoài chang thì anh luôn Tèo thấy không? Tèo thấy bên ngoài nó đấm em không? à. Đấm em. Anh Tèo thấy bên ngoài anh Cường đánh em không? Không có đánh em hồi nào. Anh đánh em. Khách sạn hút lên kìa. Sạn chưa nhưng mà sắp Năm. mở rồi, vẫn còn duy trì được nè. Sạn chúng ta là 1255, sáng đừng phá đáy là 1257 ha, còn bây giờ sẽ là 1255. 1255.9. Ba mươi phút nữa. Ok anh chị mình đang xem live, anh chị để lại giúp ban em những cái lượt like chị nhá. Like mạnh lên chị ơi, sáng ngày hôm nay đang thấy là có hơn 1.800 anh chị mình đang xem live luôn. Mà chỉ đâu đó hơn 600 like rồi. Anh chị nào chưa like thì anh chị để lại giúp em những cái lượt like chị nhá. Để hôm nay em đạt được cái target. Like cho thị trường nó hồi mạnh anh chị ơi, dạ, like thị trường nó mạnh chúng ta mới có tiền.
hưng phấn lên. Đạt Phương này tím không à? Đạt Phương này tím chắc. Trời ơi, tôi muốn ghê vậy. Tôi Lần muốn ghê không lấy gớm. mua luôn. Gần tím rồi nè, 4.9% rồi. Ông này thì cái cản bên trên cũng còn tương đối là xa anh chị. Tầm vùng 55, 56 là vẫn chưa tới. Dòng B lên rồi à, thì dòng P thì anh chị mình thấy là nó vào xu hướng rồi mà. Mấy cái con đấy thì chỉ căng thị trường đạp để mà mua thêm thôi. Nó xem cái nam kim nó cái xanh xanh nè, tham chiếu xong rồi xanh xanh lên nè, thép ngon á Cường, giờ này thép mới lên là ngon đó. Tại vì sáng giờ bán bị con này bị bán đâu. Nam kim có hoa sen đâu bị bán đâu anh chị. Sáng giờ Chỉ thanh khoản hai có tí tại này cổ. quá bán rồi. À, anh chị thấy không? Thanh khoản của Nam Kim sáng giờ thứ sáu là Nam Kim thanh khoản đã thấp rồi, đúng không? Nhưng mà hôm nay nó chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ của phiên thứ sáu. Sáng giờ gần như là thép nó không có bị biến động gì luôn đấy. Sát chiều nay hồi tốt á. Hoa sen thì về 234. Còn Nam Kim, Nam Kim thì về 253, bán được gần giá. BVS nhú đỏ xíu lại có cầu vào mua giá nào? 42 đó, anh em sáng giờ gom 42 đó. Ui bé bé rút lẹ lắm. À. Hồi sáng về được 42 cái rút lên 42.7 luôn. Bé bé cả là 43.4 nha. Khi nào nay là lên 44 đấy không ta? Bữa giờ 44 xong rồi rút chân lại xuống 42 mấy. Giá cao su phi mạnh quá, sáng nay mới kêu anh chị khách hàng bắt lại con cao su Đồng Phú DBR, mọi người gom thêm chưa? Cao su đợt nhịp trước hôm thứ sáu đánh sàn ATC cuối phiên anh chị. À, đảo thiệt cái con Đồng Phú á đang ngồi canh canh nó ok tự nhiên ATC nó đặt gục cái sàn luôn. Còn ông nội này anh chị bó tay luôn. Nhiên Muốn ngồi lại nó thì đang ngồi rồi thì đạp hơi vô cớ tí mà đang Đồng thấy Phú rồi Đà cuối Nẵng phiên nó vậy. đang ở quanh 40 40 chấm mấy ấy. Quất trò quả cái xuống sàn luôn. Thế đập sàn luôn. Đạp ATC thì chịu rồi anh chị, đạp ATC là bó tay rồi. Như anh em tụi em còn thấy tự nhiên cuối phiên 15 phút cuối nó đạp đỏ xong rồi TC bán ầm ầm, mình còn thấy hoảng mà chứ mọi người đúng không, cầm kỹ thuật mà còn phải hoảng, nhưng mà đâu làm được gì đâu. CTG 34.4 giờ cắt lỗ một phần được không? Ngắn hạn nó hồi phục về tầm 34.3 nha anh chị. CI nè 18 năm là hỗ trợ rồi. Mọi người hỏi, bạn này hỏi CI 18 năm. Giờ mình phải vào 18 năm thì đảo ra 19 mới được. Bây giờ mình nắm 19.1 rồi về ngay cản rồi. Thì anh em mình nắm cho tới câu chuyện thủ thiêm nó ra cũng sao, nó mở lên nó vẫn loanh quanh 18 mà. Đâu gì đâu đúng không? Khi nào mở nằm ở trên vùng 22, 23 mà nó về 18 mình sợ, nó cũng nhanh nhanh giờ 18 mà cũng vòng vòng 18 mà. Nào không lên là Thảo nó buồn lắm ấy. Nay Thảo im thật nhỉ, nay chắc hôm bữa nó xử lý em xong rồi Tèo nó xử lý nó đấm em quá trời đánh rồi, cho nên là nay nó hạ dạ. Sao Đây ra sao ngoài gặp cường nói mọi người đã biết là Thảo như nào rồi, nên Thảo gì không thể nào hiền lại được. Hoàng Cường đi chứ qua đi coi Thảo, và Thảo là đúng hiện nguyên hình luôn. thì Thảo với chị mình phải gặp ở ngoài anh Ở chị. đó À, Leon, trên Leon hiện nguyên hình Leon luôn. ý là trên live thì có thể là em đang diễn hơi sâu tí. Nhưng mà ngoài đời ghê gớm lắm. Em nói là không tin được.
Mình không tin được, chỉ cần nhìn thấy thôi, mới giờ nhìn giờ thấy giờ thôi. giờ anh chị mình tin hai tụi em là tin Thảo anh chị. Nói không tin đâu, chỉ cần thấy rồi mới tin, đúng không hả? Thấy Nam gì Kim đâu. cũng để có game phát hành thêm, thép có cơ hội. Tin tức nó ra hồi tuần trước rồi đó. Nam Kim mà phải lấy lại trên 24.85 rồi này mới ok nha anh chị. Của tụi Nam Kim Hoa Sen nó Brexit mới đau lòng chứ. Nam Kim lên rồi 24.95 rồi này. Phải trên cái vùng này. Giờ thép nó kéo xíu nữa đi chung với lại bất động sản nữa đi cho khỏe. Em kim 2% rồi. Hoa sen nữa. Tuyệt vời. Ok, hoa sen lấy được trên 22.8 rồi, Nam Kim cũng lấy được trên vùng 24.85 rồi. Hai anh hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cố lên. Mở game đoán chỉ số cuối phiên tặng mũ Ichimoku Adidas à. Cái đó là không phải để tặng đâu anh chị, cái đó là để tặng cho không phải để tặng cho anh chị ha. Cái đó là anh phát tặng cho những thành viên đạt được một cái mức thành tích nhất định trong bộ anh chị. Thảo có chưa? Em có rồi anh. ITB Adidas ITB Hôm đó anh không chú ý đến em đúng không? Ừ. Em nhận mũ mà anh không nhìn à? Không, mắc gì nhìn. Ủa cái hôm đó em nhận mũ mọi người có mắt mà. Cũng đâu ai để ý đâu em. Tụi anh đâu để ý đâu. Tại bữa đó là anh dưới nhận xe mà. Nói chỉ có là Thảo được cao trước rồi, Thảo cho trong quán đúng không? Đúng Thảo với Lệ Thúy là cho trong quán. Còn Lệ với Thư là ở bên showroom. Biết chứ, tụi anh biết chứ, chẳng qua là tất cả cái vui thôi. Đã xem clip các em gái ở Cần Thơ thì biết ai hiền nhé. À đó, thấy chưa Thảo? Leo cái lên đó trên bục nhảy, bay bay bay. khá bay bay bay. Hai chú nói thế Thảo ế người yêu. Thảo nhiều người yêu lắm anh chị. Leon mà. Đúng rồi, Chú tể đường xanh rồi. sư tử là nhiều em theo lắm. Chú tể đường xanh rồi. Chỉ có anh Tèo mới để ý, đâu có ai cũng thấy hết. Giờ xử lý được chưa nhỉ? Xử lý gì anh? 1252 rồi. VGS Hòa Phát Hoa Tây Nam Kim nó đang tăng điểm khá tốt anh chị. VGS 1% rồi này. Nam Kim Hoa Sen cũng hơn 1.3% rồi. Hoa sen cũng lên 1,5% luôn rồi. Tiếng tăng thôi, ảnh hưởng gì đâu. Ép sáng giờ nó có bị gì đâu. Kêu anh chị gom hàng đảo mỗi miệng luôn á, phải cố gắng đảo được dịp này nha chị, hạ được giá vốn xuống là khỏe lắm á, Ví dụ sau phải lên là lời nhiều. hoa sen đoạn này thì mục tiêu phục hồi về cũng tầm 23.2 tới 23.4 anh chị. Ấm rồi, ấm rồi.
Hòa Phát nữa nè, Hòa Phát đâu rồi, Hòa Phát 29.55 luôn rồi, cố lên Hòa Phát sẽ kéo về được khoảng 30 đi 30.05. 30. Đúng không? Nhưng mà đúng 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 số là 30.05. Ok rồi đó, nay có thép đỡ rồi đó, chờ ngân hàng nữa thôi. Thì mình bình tĩnh thôi, bây giờ nó có đạp xuống 1, 2, 35 thì mây nó cũng to lắm, nó sợ thậm chí là tới đấy chị mình đánh T cộng vẫn được mà. Bây giờ mọi người mình cứ phải hiểu như vậy này, cái xu hướng trung hạn nó đang là cái xu hướng tăng, còn ngắn hạn thì nó đang bị gãy cái xu cái kênh giá tăng như vậy. Giả sử mà nó có giảm mà trong bước vào một cái nhịp giảm mà trong ngắn hạn thì cái đấy nó cũng chỉ là một cái cú điều chỉnh của một cái xu hướng tăng trong trung hạn thôi. Giả sử mà anh chị mình đang cầm tiền tiền với lại cổ phiếu tỷ lệ ngang ngang nhau thì đừng có lo. Em Cường nói chút về Gem đi à. À cái ứng dụng Gem này là cái ứng dụng anh chị mình vẫn mua bán tương tự như là các cái app chứng khoán nha anh chị. Các cái app chứng khoán có cái khác là nó được margin với một cái tỷ lệ cao hơn và nhiều mã hơn thôi. Không phải là bán khống T0 như anh chị mình đang nghĩ đâu nha. Vẫn mua bán bình thường. À, giống như app của công ty chứng khoán. Đó, anh chị mình có nhu cầu mà vay margin thì có thể dùng cái app này. Nó margin thì tốt hơn. À, còn nếu mà anh chị mà mình tải về, nếu mà anh chị mình tải về rồi thì anh chị mình cũng nên đọc kỹ những cái điều khoản hợp đồng trong đây nha anh chị. Tại vì cái này thì nó không phải là công ty chứng khoán đâu, mà nó chỉ là một cái tổ chức về tài chính cho anh chị mình vay để mà anh chị mình đánh cổ phiếu thôi chứ không phải là công ty chứng khoán nha. À, nói chung thì tụi em hợp tác, tụi em chia sẻ ở bên chỗ đó nó cũng thấy hay hay anh chị, cũng thấy hay hay, nhưng mà anh chị mình phải nên tìm hiểu kỹ thêm. Đừng 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 có đánh nhiều nạp quá vậy ha, Ví mà dụ bên đối tác thôi nên mình dành tầm khoảng 10-20% ra rồi mình nâng cái margin mình lên thôi, tới thời điểm hiện mình tại dồn hết thì cái vốn mình vừa nói ấy. đúng là tới thời điểm hiện tại thì tụi em trải nghiệm nó ok nha anh chị, vẫn ok. Nói chung là không phải công ty chứng khoán, nó chỉ là một cái tổ chức cho anh chị mình vay thôi, vay để mua chứng khoán thôi. Tại vì bây giờ mà nếu mà trở thành công ty chứng khoán thì cái tỷ lệ margin nó phải phụ thuộc vào ủy ban anh chị, còn để mà margin cao như vậy thì chắc chắn là không phải là công ty chứng khoán rồi. Với một cái tỷ lệ cho vay là 28 như vậy thì anh chị mình nên đánh nhanh nha anh chị. Lãi suất thì nó cao hơn công ty chứng khoán. Ví dụ VBS thì đã là 11% thì Gem nó là 16%. Đó, nhưng mà cái tỷ lệ thì tốt hơn, tỷ lệ nó thậm chí nó còn cho vay cả những con trong sàn Upcom. Anh chị nào mà mình gọi là tự tin cứng về kỹ thuật, cứng về cái kỹ năng lướt sóng rồi thì theo em là ok, chơi được. Còn anh chị nào mà mình chưa cứng về kỹ thuật thì thôi anh chị ha, tại vì nợ sức mua ra thì rủi ro nó cao hơn chứ. Đúng Một rồi, hai năm sau. Gem khi mua cổ thì nó y chang cái công ty chứng khoán, y chang một cái ứng dụng chứng khoán bình thường ấy. Mua xong T cộng 2.5 hàng về rồi mới bán được, chứ không phải là cái việc là anh chị mình bán khống người này kia đâu nha. Không phải, anh chị vẫn mua bán bình thường, chẳng qua là bên Gem nó đang cho anh chị mình vay gọi là vay dân sự ấy, vay thêm tiền, ví dụ nạp 200 vào được 1 tỷ đó để mà anh chị mình đánh thôi, chứ không có những cái chức năng là bán khống đâu nha. Mọi người đừng có kỳ vọng cái đó nhiều quá nha, cái đó là sai pháp luật đấy. Bên này nó chỉ gọi là hợp tác với anh chị mình để anh chị mình vay nó lớn hơn thôi, kiểu như vay dân sự ấy, vay dân sự, chứ còn không có bán khống đâu anh chị, đừng có nghĩ tới bán khống. Bán khống thì anh chị mình chơi phái sinh đại luôn đi. À, được một cái hay bên Gem chị, bên Gem một hợp đồng phái sinh nó có 4 triệu thôi. Cái đó là hay đấy, cái đó là hơi bị hay đấy. Thường thường là các công ty chứng khoán thì một hợp đồng là khoảng tầm 20 triệu đúng không ta? 20 thì bên này nó có 4 triệu thôi. Ví dụ mà anh em nào sinh viên muốn tập đánh phái sinh thì 4 triệu vẫn đánh được bên Gem. Anh chị mà mình mở tài khoản bên Gem thì cả nhà liên hệ với tụi em ha.
có cái ID bên Gen luôn nha anh chị. Vay như vậy thì tài khoản bay nhanh lắm, thì đúng rồi anh chị, nó bay bay nhanh theo cái suy nghĩ là cả hai chiều đấy. Lên thì đúng không, lên thì bay rất nhanh và xuống thì cũng bay rất nhanh luôn. Chung là trong 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 xe mà anh chị nên đánh trong xu hướng up nha, uptrend. Còn nếu mà sọt thì cũng được, em nghĩ là tới một Còn thời nếu mà điểm nào không có được đấy phát sinh thì mới sọt, à, chứ chị đánh vào trong downtrend mà đi mua cổ phiếu là tiêu đấy. đi tài khoản hơi bị nhanh. Nói chung là cái gì có hai mặt cả, ví dụ mà mình tự tin với kỹ năng của mình rồi thì thoải mái thôi, càng đúng không, khi mà anh chị mình tự tin với kỹ năng giao dịch rồi thì càng nhiều tiền càng ngon. Nhưng mà giả sử mà kỹ năng chưa cứng mà giao dịch một cái một tài khoản cũng đi hơi căng đấy anh chị. Hai con dao hai lưỡi mà, thị trường thì em nói với cả nhà mình rồi, thị trường là không rủi ro anh chị, rủi ro hay không là do người chơi thôi, người ta tham gia thôi. Tại vì có vẫn có người lãi vẫn có người lỗ đúng không, thì người lỗ thì họ thấy là rủi ro, còn người lãi thì họ thấy là cơ hội. Vì quá 1254 rồi anh chị. Giờ nó lú xanh lên một cái là bắt đầu mọi người mới đua, nhưng mà thường thường Từ mà lú từ xanh lên cái chẳng ai cản, năm bảy là cản, năm sáu năm bảy nó test xuống cái nữa rồi nhịp sau nó đánh phá lên là ok nhất. à, em có thể cái đường link mở tài khoản Zep này, anh chị nào mà mình thích mở thì cả nhà mình cứ mở thôi, mở nó cũng đơn giản y chang công ty chứng khoán thôi. Gem stock tự ý thực hiện ứng trước tiền bán và để trục lợi. Cái ứng trước tiền bán đấy thì em thấy công ty nào hiện tại nó cũng đang làm mà, đúng không? Giả sử bây giờ anh chị mình giao dịch ở tài khoản 6 của bất kỳ công ty chứng khoán nào, giao dịch tài khoản margin, thì bây giờ anh chị mình mới bán xong chị mua lại liền là nó cũng tự ứng tiền mà, nó cũng tính lại dựa trên ngày mà, chứ đâu phải chỉ riêng là Gem đâu. Cái này thì em thấy là bên nào nó cũng làm như vậy để mà làm cái vòng xoay dòng tiền nó nhanh hơn thôi. Cho nên là anh em ở đây thì anh em chia sẻ nó cũng thấy hay hay anh chị ha, thấy hay hay cũng thấy ok, được margin nó cao thì nếu mà anh chị mình thấy hợp lý và anh chị mình nghiên cứu kỹ thì anh chị mình mới chơi nha, còn tụi em là không không phải là bắt mọi người chơi nha. Ui, con VHC nãy nó đạt về tới 73 giờ lại kéo lên 75. Tiền phí ứng bằng tiền lãi vay. Đúng rồi. Thì em nói bây giờ công ty nào nó cũng như vậy mà, đâu phải riêng về 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 cái tổ chức Gem này đâu. À, khi bạn chị mở tài khoản thì nó có cái điều khoản hợp đồng ấy, cả nhà mình đọc nên đọc kỹ. Tụi em chỉ chia sẻ thôi. À, ví dụ mà mấy anh em mà vốn bé bé mà tầm 5 10 triệu hay là mấy chục triệu thì em nghĩ là nên tham khảo. Tại vì thời điểm uptrend này mà không có nhiều tiền thì nó cũng hơi tiếc. Tôi tin nhắc lại đây không phải là một công ty chứng khoán nha, Ừ, đây là không phải một có cái bên chứng bên khoán. đối tác để hỗ trợ sức mua, nên chị không cần phải đầu tư quá nhiều tiền vào nó, chỉ cần một phần nhỏ của mình thôi để gia tăng cái tỷ lệ đồng bẩy thôi ha. Còn chị không tin thôi, an toàn thì không cần phải tham gia ha, cứ vào công ty cho nó chắc. Thì phải hiểu vậy nè, ví dụ bây giờ ủy ban đúng không, là họ sẽ có quy định về cái tỷ lệ margin của từng cổ phiếu anh chị, của từng cổ phiếu. Thì cái bên Gem này thì họ không thành lập công ty chứng khoán, thì họ chỉ đứng trên cái vai trò là tổ chức tài chính để cho anh chị mình vay tiền thôi. Họ kinh doanh tiền anh chị, chứ họ không kinh doanh cổ phiếu, kinh doanh tiền. Nhưng mà làm gì cũng phải đọc cho kỹ nha anh chị. Mất công đọc không kỹ rồi bắt đầu sau này Gem nó trừ mấy cái phí tùm lum mà anh chị mình lại nhắn cho em cũng không biết đâu. Em thì chủ yếu là
Gem thì mình canh canh hôm nào phải sọc, phải xin sọc tí cho nó nhanh. Tại vì có 4 triệu hợp đồng, có 4 triệu hợp đồng mà. Chứ Sợ còn 1 2 triệu cũng được, bỏ tầm khoảng bao nhiêu 10 triệu ra là được hai hợp đồng rồi. VSC sẽ hồi về tầm khoảng 75.9 trên tay bị 6. VSC đang ổn mà đạp rủ xuống kéo lên. KBC Gem không thì phải sáng nay là nhưng công ty chứng khoán nên cắt mã về tài khoản chứng khoán của anh không chứ. Khi mà chị đặt trên Gem á, thì Gem nó đang liên kết với VBS để mà đọc lệnh cho anh chị mình luôn. À, có nghĩa là bây giờ anh chị mình đặt 1.000 cổ phiếu trên Gem đúng không, là trên bảng điện hiện 1.000 cổ phiếu của anh chị mình lên luôn. Không phải là đặt lệnh ảo nha, đặt lệnh thật. Anh chị mình đặt thử nên biết là nó sẽ hiện 1.000 cổ phiếu ở trên cái bảng điện luôn, kiểu như nó liên kết với VBS. Khi mà anh chị mình đặt trên Gem thì tài khoản Gem nó sẽ đẩy qua cái API của thằng VBS để nó đặt lệnh cho anh chị mình. Nói chung là anh chị mình nên tìm hiểu kỹ, tụi em thì chỉ là chia sẻ thôi, thấy nó hay hay thì cũng chia sẻ. xem margin của BVS ở đâu trong công ty chứng khoán gì nhập vô anh chỉ biết sức mua nở lên là có margin mà À. KBC được nhanh KBC 328 buổi sáng này nó nói rất là nhiều rồi về dấu găm 328 này. Lực hồi KBC nhịp này sẽ lên vùng 34 34.3. CE mãi tuổi 18 em tèo lấy vợ đi để cho em nó đi chồng còn đến chị CE nó đánh tới tháng 7 lận mà bây giờ còn tới 3 tháng nữa lận thời gian cho chị con còn nhiều mà bên xem em để em nạp tài khoản gì em mua CI với lại con SBS nè Cảnh báo rủi ro trước ngang chị, tụi em không bao giờ tụi em nói một chiều đâu, tụi em sẽ nói hai chiều. Một phần cái lợi là gì, phần là cái hại là gì, cho nên cả nhà mình tham khảo thôi. đang có sẵn phát đạt BDR sáng nói cho mọi người rồi 31 nhỏ thì mua ok được tại vì cản của nó sẽ là 32.4 một là hôm nay nó phá cản 32.4 luôn là nó phóng lên trên luôn à, hai là phải đạp sâu sâu xuống dưới tầm khoảng 31 thì chỉ mua ok còn đang lưng chừng cái này thì có chiều nay nó kéo lên được 324 không phá 324 không khỏe là phá đó Đây là tím mà. HPG hôm nay mà tím là thị trường chắc đúng nó 1254 rồi lú xanh không khách sạn sẽ hồi về được 1256 ha App Gem là app nào trên CH Play, cái Gem Stock ấy gì? Anh chị mình mở ở trên cái đường link này nè, link em mới gửi đấy, cũng mở nhanh mà, có cả cái ID giới thiệu nữa. Anh chị mình mở đọc kỹ hợp đồng nha anh chị, tại vì bên này thì có hợp đồng dựa trên cái quy định của pháp luật đó, anh chị nên đọc kỹ để gọi là biết được như thế nào. Ôi, TV Bank nó kéo rồi. 17.6 ở quên 10 10 10 18.6 đúng không? 18.6 là cái vùng TV Bank khách hồi sạn. luôn. TV Bank, HD Bank, Techcom Bank luôn. Tháng mà mọi người cầm hàng đi bán tuổi là tiêu rồi. BIDV cũng lên luôn này, còn CTG nữa, cơm thịt gà của Cường Thanh Chiếu. Chờ cơm thịt gà Cường xanh lại cái nữa là ngon. Em có cầm ở đâu? Ở hết Cầm rồi. cầm thịt gà là 37 là em xử lý hết cái vị thế trung hạn rồi. Chỉ có điều là hôm bữa có chia sẻ với cả nhà mình ở quanh 34 mấy này, đánh T cộng thì bây giờ khả năng nó hồi về tới đấy thôi. Nó cho hồi về lại rồi xử lý cũng À, được vùng sao vùng cân bằng mà tội tiền bạc. đồ thì tội đồ có nhịp chúng ta nhịp này là ông ngân hàng Sacombank nè giảm quá mạnh Tony cho phương án xử lý con vít giá 20.6 20.6 hả Nhà mình cố gắng bấm like giúp tụi em nha anh chị.
Ui, hồi sáng con Vít nó về tới hỗ trợ luôn 19 luôn. Banh nó giảm bữa giờ cả 7 phiên rồi. Banh nóc rồi tèo à. Bây giờ con Vít chị hồi sáng không mua được thì bây giờ từ từ nha, chờ nó chạm về 19.4 đã, nó test ngược xuống cái đã thì mình mua ha. 19.3, 19.4 sẽ test xuống cái cản cản số 1 của nó. Điểm mua C đánh trung hạn, đánh trung hạn thì em nghĩ là quanh 18, 18.5 là được rồi. Bây giờ chờ nó về giá 17 không có đâu. 17 khi thị trường nó kính mạnh lắm thì nó còn về, chứ không bây giờ nghĩ là gom một giá 18 rồi. Gom 18 chấp nhận gồng xuống giá 17.5 luôn. Nếu mà xuống dưới chắc em gặp thêm thôi chứ. Thì cố gắng đánh để nhịp thủ thiêm sắp tới. Vì băng thì ngắn hạn thì nó sẽ hồi phục về tầm 18.6 tới 18.7 nha anh chị. Anh chị mình giao dịch ngắn hạn thì có thể là canh để mà chốt ở đấy. Kia còn chưa hồi nên chị như kiểu CTG, CTG khách sạn cũng mở rồi mới chưa chịu hồi đây. Dùng dòng 33 này đứng ngoài luôn à. HHV mua T0 được không? Các em HHV với LCG được anh chị. HHV thì mục tiêu chúng ta sẽ cho nó hồi về được 15.5 cho tới 15.6 ha. Đang 15, 15.1 là vùng điểm bật của HHV nhịp trước á. Line 777. Giúp chị con VRE giá vốn 27.5, con VRE sao này nó hôm nay bị bán mạnh nè, gãy hỗ trợ hết rồi. VRE của chị để coi coi nó có hỗ trợ dưới không. VRE nó phải nhúng về 24, sát 23.9 á thì nó mới có lực đỡ đầu tiên ha. Nhưng mà cũng hồi về 25 là em nghĩ cũng nên xử lý thôi, vùng cản ở trên nó dày lắm. 24.9 tới 25. Mua 24 bán 249 nha. Hồi sáng về được tầm 24.1 à.
V về 15 ra bớt hay thoát, chung là HV về 15.5 để cho nhịp này là mình đảo hàng, mình hạ giá vốn xuống, còn đầu tư công nhịp trước nó có chạy đâu, chưa có chạy mà bull lên được một cây xong rồi bị bán ngược xuống ngày hôm đó do con STB đó. Mình cố gắng đưa giá vốn mình thấp thấp xíu thôi, đảo hàng đưa giá vốn xuống thôi. EB này cũng căng thật. Cả ba trầm tư vậy em. Không biết có thông tin gì không chứ STB mà giảm thêm một cây nữa là về cái điểm mua dài hạn luôn anh chị. Mãi mãi tuổi 29 rồi STB. Lên được tới 32 rồi, 33, gần 33 luôn rồi, quay lại 29. Mãi không chi cổ tức ha. À đúng rồi, đúng rồi. Cái thông tin rồi, rồi cuối tuần qua nó mới ra thông tin STB làm ăn có lãi nhưng mà vẫn không đề cập đến vấn đề cổ tức. Cuối tuần qua thì nhiều con ngân hàng chi cổ tức ha, Techcombank này, VPBank này, VIB, HDBank này đều có những cái thông tin chi cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng ở STB không chị? Không chia nhiều năm liền. Ông Thắng Bamboo đang kiện ông Minh vụ thâu tóm hả? Sao mà ông ta kiện mình? Ôi, những thông tin này chúng ta không cần bàn trên livestream anh chị nha. Không có thông tin chính xác cụ thể thì chúng ta không nên bàn. Xanh đi nào, chiều hàng mới về à, khách sạn tồn tại lâu không em Cường? Khách sạn anh chị, khách sạn khung 15 phút thì hiện tại đang ở cái vùng 1256, mà cái hay ở đây anh chị mình thấy là về đô thị phương Tây thì nó lại đang cho một cái tín hiệu đảo chiều xu hướng trong khung 15 phút này. Rất có thể là nếu như mà vượt qua 1256 thì nó xác nhận một cái tín hiệu đảo chiều từ giảm thành tăng trong các cái xu hướng bé, tạo ra một cái nhịp hồi trong ngắn hạn cả nhà. Khung 15 phút phân kỳ. Biết đâu được băng kéo, thép kéo lại lên luôn bây giờ mà.
Mọi người cứ bình tĩnh thôi. PVS trở lại à? Nó có gãy đâu mà trở lại anh chị. Nó chỉ là phải là đang tiếp diễn xu hướng tăng thôi. Đâu có gãy đâu mà trở lại. Anh chị mình chưa có người hỗ trợ, chưa có người đồng hành thì cả nhà mình về đội tụi em ha. Chỉ cần cái tài khoản mở mới thôi nha anh chị. Anh chị mình mở mới tài khoản thì cả nhà mình liên hệ trực tiếp với em. Hoặc là với anh Tèo hoặc là với Như Thảo nha anh chị. Trong nhóm thì vừa khuyến nghị về tín hiệu mua và bên cạnh đấy thì khi mà chốt lại hoặc là giả sử không may mà cắt lỗ thì anh em cũng sẽ báo luôn nha cả nhà ha. Em cũng sẽ báo với cả nhà mình luôn. Thì ban hồi về được bao nhiêu ạ? À? Thì ban đang hồi anh chị 18.6 anh chị ha. 18.6 đến 18.8 thì anh chị có thể là thoát đối với ti ban. Đối với công ty băng này thì nó đang giao dịch, cả nhà mình thấy là đang dưới mây rồi đúng không? Hai kiếm nó cũng đang dưới mây thì ông này nếu mà đang cái việc dưới mây như vậy thì nó cần phải có một cái thời gian nó tái tích lũy lại anh chị. Thời gian tái tích lũy lại thì nó mới có một cái cơ hội là tiếp tục bật tăng trong cái xu hướng trung hạn. Ví dụ mà anh chị mà mình nắm dài hạn đấy, trung dài hạn thì vẫn nắm được thôi nhưng mà hơi tốn thời gian một tí. Cho mình hỏi AI không, cho chọn số đẹp à, toàn số xấu à. AI thì Cái đang cũng phí anh chị. còn bên VPS thì anh chị mình lựa chọn số thoải mái. MBB, LCG bán nhé nào? MBB thì hiện tại đang có hỗ trợ 23.1 ở đây các anh chị nhé. Anh chị có thể tiếp tục nắm giữ và cái target ngắn hạn của MBB là cái vùng giá 24. LCG thì có hỗ trợ 13.1 anh chị này, ngày hôm nay nó có chạm về cái vùng hỗ trợ và đang có những cái nhịp hồi phục lại trở lại rồi. Thì nếu như anh chị nắm LCG trong dài hạn, trong trung hạn các anh chị nhé, thì các anh chị vẫn có thể nắm tiếp được. Còn anh chị nào mà đang ngắn á, thì lên được đâu đó vùng 13.5, 13.8 để các anh chị thoát. Ok, anh chị mình đang xem live. Anh chị nào mà chưa like thì các anh chị có thể là để lại ở giúp ban em những cái lượt like anh chị nhé. Các anh chị like mạnh lên chị ơi, cho thị trường nó hồi phục lên. Anh chị nào mà chưa có người đồng hành, chưa có người hỗ trợ thì anh chị liên hệ đến số điện thoại của em đã để trong phần comment rồi anh chị. Em sẽ hỗ trợ các anh chị mở một cái tài khoản tại SSI hoặc là VBS. Bên SSI thì em sẽ hỗ trợ các anh chị. Còn bên VBS thì em sẽ hỗ trợ các anh chị về đội của anh Cường với anh Tèo anh chị nhé. MSB 14.75 ra giá nào được các em? MSB sáng ngày hôm nay thì nhóm banh đang có sự hồi phục. MSB anh chị đợi lên cái vùng 14.5, 14.4, 14.5 các chị ra anh chị nhé. Ok, cả nhà mình tiếp tục ha. KBC giá vốn 25 có giữ được không em? KBC giá vốn 25 thì hiện tại anh chị đang nắm với một cái vùng giá cũng khá là tốt, và cái giá vốn 25 này chắc anh chị cũng nắm cái thời gian lâu rồi đúng không anh chị? 25 hay 35? 25 từ đâu đó là anh chị mua từ tháng 11 năm ngoái. KBC hiện tại đang có hỗ trợ cái vùng giá 32.8. Nếu như anh chị mình đang nắm giữ thì vẫn có thể tiếp tục nắm giữ anh chị nhé. Vùng này là cái vùng mua của KBC các anh chị. Ui, còn PVC nó chạy khiếp nhỉ. PVC quá hay. Dầu vậy. PVC
vượt cản tuần 15.9 rồi anh chị này. Hiện tại cái mã cổ phiếu này thì anh chị mà muốn chốt lời đợi cái vùng đỉnh cổ thôi anh chị ạ, 18.3 trước mắt, cái vùng 18.3. HAG đang có cả 13.2, nếu như nhìn vào cái phân tích kỹ thuật anh chị nhá, đợi vượt hẳn cái vùng cản 13.25 này đi các anh chị, thì ngày hôm sau anh chị có thể là tham gia vào HAG đang có cả 13.25, sáng ngày hôm nay có nhúng lên cản nhưng mà đang có cái nhịp chững lại rồi anh chị này. Nay AG nó cũng tăng 2.3%. Anh chị mình đợi kết nến phiên ngày hôm nay ha. Nếu như HAG giữ trên được cái vùng 13.25 này thì ngày mai các anh chị có thể là vào. Đất xanh 19.8 đang ra hàng không em? Đất xanh đang tích lũy thôi, cũng chưa có vi phạm mà ở cái điểm gì các anh chị. Anh chị làm tiếp được. Dabaco trung bình giá được không em? Giá 31.85. Các anh chị muốn trung bình giá thì đợi thêm anh chị nhé. Dabaco hiện tại cái vùng hỗ trợ, cái vùng cân bằng của Dabaco là cái vùng 29.2 lận. Thì nếu như anh chị mà muốn trung bình giá thì đợi về đây rồi các anh chị trung bình lại. SSI hồi lên giá nào thì ra được các em? SSI 37.5 anh chị. Đang có hỗ trợ ngắn hạn 36.6 ở đây. Hồi lên được 37.5 thì các anh chị thoát. DGC 120 có giữ được không ạ? 120. DGC bây giờ mà nó thủng mất cái vùng giá 115 này các anh chị này, thì cái vùng tiếp theo mà DGC nó sẽ hướng đến là cái vùng cân bằng. Cái vùng cân bằng hiện tại của DGC là cái vùng 109. Thì nếu như mà anh chị muốn giữ thì hiện tại không biết là cái gọi là anh chị có còn tiền để có thể là trung bình giá tại cái vùng khi mà DGC nó giảm về 109 không anh chị ha. Không biết tỷ trọng anh chị nắm giữ DLC hiện tại như thế nào để chúng ta có những cái phương án xử lý. Xin điểm mua của Nam Long. Nam Long hỗ trợ 42.93. Về đây anh chị có thể là chúng ta tham gia được một phần đối Nam Long anh chị nhé. Sáng ngày hôm nay thì Nam Long nó có nhúng về cái vùng hỗ trợ 43. DPG 40 nên chốt ngắn hạn 52 không. DPG Đạt Phương đang có một cái sức bật tăng khá là tốt anh chị. Thì nếu như cái mục tiêu của anh chị mình đang ngắn đối với Đạt Phương á, thì có thể cân nhắc nha, cái vùng giá hiện tại anh chị chốt 1/2, còn 1/2 nữa thì các anh chị cứ giữ đi. Cái cản của DPG là cái vùng 55 nợ lực anh chị. Nó còn cách một đoạn nữa. Hôm nay ông spam quá ta. Spam quá cho đi luôn. Là CG bán giá nào? Là CG nó hình như nó còn chưa vào xu hướng mà anh chị. Vẫn đang ở cái vùng tích lũy thôi.
Mà này thì nếu mà anh chị mình đang chung dài hạn thì đâu cần phải bán. Chung dài hạn thì nó cũng đang dao động quanh cái vùng cân bằng dài hạn luôn. Còn nếu đánh ngắn hạn thì chờ phục hồi về tầm 13.8. Giờ mà thị trường nó vượt qua 126 56 là 1257 là ngon anh chị. Vượt qua là ok luôn. DCM cường trả lời chưa chưa? DCM Chưa chưa sáng nó về hỗ trợ cho găm rồi anh. Anh đã hẹn ra sao lại cắt ngay vùng hỗ trợ. Sáng nó còn về lại 33.6 à. hỗ trợ bên dưới mà sao lại đi cắt ta? Được rồi đánh nhịp đảo hàng ra. DDG, DDG mấy con này mình đánh làm gì nhỉ? Cái cổ phiếu nó không có thanh khoản mà nó cũng không có câu chuyện nữa mình đừng đánh. À, thị trường vẫn còn khách sạn có 1256 mà, vẫn chưa về tới mà, còn cả buổi chiều nay. Còn cả buổi chiều nay để chinh phục 1256 ha. DCM mọi người kẹp DCM 33 giá 4336 mua thêm mua đi anh mua thêm là được anh có một cái lợi thế là giá vốn mình ngay giá hỗ trợ hàng mình có sẵn mua thêm kéo lên bán lấy lãi luôn trong phiên hoặc là phiên hôm sau DCM nó kéo về được bao nhiêu nhỉ DCM nhịp này hồi thì sẽ hồi về được tầm 35 cho anh ạ 34.6 trước xong 1 phần 2 là 35 ha khoảng được một giá 3%. Cà Mau giá 433.6 có nên mua thêm không? Đã Cà Mau đang ở hỗ trợ 33.7 các anh chị. Nói về mua thêm thì thật ra anh chị có thể là mua thêm và chờ chờ nó hồi phục lên nó tới vùng 35 anh chị ha. Để các anh chị đánh T. D DGC. Mua giá nào em ơi? DGC chị chờ thêm cho chị nhé. Hiện tại thì đang có hỗ trợ 115 đây. Nếu như mà mất cái vùng hỗ trợ này thì DGC nó có thể là nó tiến tới cái vùng cân bằng 109 nữa các anh chị. Nên là anh chị mình mua DGC thì các anh chị đỡ thêm cho chị nhé.
TCH gia tăng giá nào anh chị? Giờ có điểm mua đâu. TCH bây giờ trừ cái trường hợp là nó phải điều chỉnh về tới tầm 15, 15 tứ gì đấy thì mới mua được. Công nhận ông này thì em nghĩ con TCH này nó cũng sắp chỉnh rồi đấy. Chị thấy không? Nó hết bán ben nổi này. Em nghĩ nó sắp chỉnh rồi. Kiên nhẫn chờ đi anh chị. Ok anh chị, mình đang xem like anh chị nào mà chúng ta chưa like thì để lại giúp anh em những cái lượt like anh chị nhá. Anh chị nào mà chúng ta chưa có người đồng hành, chưa có người hỗ trợ, chưa có vào room VIP, room nhận tín hiệu của anh em ITB thì anh chị có thể liên hệ đến em. Số điện thoại của em đã để trên màn hình rồi anh chị. Quên, số điện thoại của em đang được ghi trên màn hình anh chị ha. Thì em sẽ hỗ trợ các anh chị mở một cái tài khoản chứng khoán tại SI hoặc là tài khoản chứng khoán tại VPS. SI thì anh chị về đội của em, còn VBS thì anh chị có thể về đội của anh Tèo hoặc là anh Cường anh chị nhé. Qua KDH đoạn này điều chỉnh đến bao nhiêu vậy em? Đoạn này thì yếu quá. Mà này chỉnh tầm về 35 là anh chị mình xúc được rồi. 35 là ok rồi anh chị. À, bây giờ hỗ trợ của nó là từ 34.5 tới 35 luôn. Không yếu đâu anh chị, nó là chỉnh thôi. Ví dụ anh chị mình mua cao thì về tầm đấy anh chị mình cân lại đưa cái giá vốn bình quân về tầm 37 à 36.7 thì khá là khó để lỗ anh chị. Thị trường vẫn khá là ảm đạm đây. Pivot gia tăng được không? Pivot thì theo em cái vùng quanh 42 anh chị mình gia tăng được. Thậm chí anh chị mà mình mua được ở 4 anh chị mà mình đã có vị thế ở 36 rồi thì mua thoải mái. Thoải mái hơn. CTG cầm giá 33.95 chiều hàng về cắt lỗ luôn không em Cường? Hiện tại cái vùng cân bằng của CTG hiện tại đang ở cái mốc là 34.3. CTG 34.3. Theo em thì anh chị mình nên chờ hồi phục để mà có cái vị thế có cái vùng giá ra nó tốt hơn. VND bán cắt lỗ giá nào được? VND thì nói với cả nhà mình không nên bà con này rồi. VND bây giờ chờ nó hồi về cái vùng 22.6 hay 2.7 thôi anh chị. Chịu khó cầm nó hồi thôi. Cho mình xin đường dẫn để chuyển tài khoản SI về với em Thảo với. Anh chị liên hệ trực tiếp với Thảo ha. Thảo số điện thoại em có ghi vào phần chat đấy. Anh chị liên hệ đến số điện thoại của em nha. Số điện thoại của em đang được anh Cường ghi ở phần chat anh chị. 0911 338 863. Nhanh nhanh về đội của em anh chị ơi.
DG mua nhà 27.6 về giá nào gia tăng thêm được Thảo ơi? DG thì bây giờ nếu như anh chị mình muốn gia tăng thì đợi thêm nên anh chị quanh cái vùng giá là 31.5 á, 31 31.5 thì anh chị gia tăng được. Em đang chờ anh chị ạ. Digi Qua giá 66 giờ cắt lỗ được không em? Digi Qua đang có hỗ trợ phía dưới anh chị này 61.8, thì nếu anh chị muốn cắt thì đợi nó hồi lên ở cái vùng 65 chấm 65 anh chị à, nếu anh chị muốn cắt thì đợi hồi đi anh chị ạ. Dạ Cà Mau mua mới giá này được không các em? Mua được anh chị 33.7, hiện tại là hỗ trợ của Đạm Cà Mau. Anh chị mua ở đây thì có thể đánh một cái nhịp ngắn lên cái vùng 35 anh chị nhé. MBB đang âm 6% xử lý sao? MBB anh chị khoan hẳn cắt nha. Ở cái vùng hỗ trợ hiện tại của MBB là cái vùng 23.1 này, thì nếu như mà nó thủng cái vùng này thì anh chị mới cần phải cắt thôi, còn hiện tại thì có thể là đợi nó hồi lên quanh cái vùng giá 24 anh chị, quanh hồi lên 24 thì anh chị ra hàng. Em thấy các nhóm các room đều hô DG về 31.5 mua, không biết có về được không? Nếu như các anh chị sợ mất hàng thì chưa có tham gia DG từ những cái phiên trước á, thì các anh chị có thể là lấy vị thế ở ở cái vùng giá hiện tại mà chia làm hai phần tiền để tham gia DG, một phần để anh chị lấy vị thế trước, còn phần còn lại thì các anh chị mình đợi cái điểm gia tăng của DG thôi. DG chờ mua 30.6 về đấy thì Thì đó ngon. xúc xúc luôn đúng không? Vậy là D có ra hàng không em? Quan trọng là nó phải về đúng cái điểm ra hàng nó phù hợp anh chị. Đó thì em vẫn kêu cả nhà mình là chờ đợi cái vùng 22.7, 2.8 và quanh 2.7. KD FPS nói đi em. Nhường cho em hết. 61.8 nhớ được không em? Thật ra là FTS thì giữ thì anh chị vẫn giữ được anh chị ạ. Đang có hỗ trợ ngắn ở phía dưới là cái vùng 56.5. 56.5 là hỗ trợ ngắn hạn của FTS anh chị nhé. Các anh chị có thể giữ và đợi nó hồi lên cái vùng 61.2 để các anh chị ra hàng. Còn nếu như bây giờ mà nó thủng cái vùng 6 là 50 56.5 này các anh chị này thì nó sẽ quay lại cái vùng cân bằng 54.2. Thì nếu mà nó giảm luôn á mà các anh chị không không thể đợi nó hồi về được để ra hàng á, thì các anh chị trung bình giá lại cái vùng 54.2 này nhá. Đây là vùng cân bằng của FTS đó các anh chị. Hiện tại vẫn giữ đi anh chị, đang có hỗ trợ mà. Mất cái vùng 56.5 này lúc đó chúng ta mới tính đến chuyện là ra hàng anh chị ha. CEO múc thêm ở đâu à? CEO múc thêm 223, 225. Mà bây giờ chắc chiều nay nó khó về. Chiều nay mà nhịp hồi luôn không về được 223, 225 đâu. Căn quanh vùng 22.6, 22.7 này.
Về dưới thì mình mua thêm vào cũng được. Nha, tách hai phần ra, một phần gom vùng này đi. CEO khả năng sẽ hồi về cho chúng ta được 23.4. Vàng tăng mạnh quá anh Tèo ơi. Anh Tèo múc vàng chưa? Anh lo chứ không có mua, Ý là anh lon mua rồi, kiểu ý là lon đó chứ không phải là múc vàng cây. nó vui vui với em cho vui chứ. Đâu có đánh bạc, mở tài Em khoản bỏ vô 100 đô đánh cho vui thì đánh nhưng mà cũng ngon đấy đánh chứ. anh cứ đùa hoài, đùa đùa nó nhân đôi nhanh lắm á. Thật mà bây giờ 100 đô anh đánh một lót thì một một giá là anh được 1 đô đúng không, mà đánh vòng vòng được 100 giá gấp gấp hai rồi. Còn thường thường là 100 đô là em đánh 0.05 là chứ không phải là 0.01. Đánh cái này mình phải coi khung nhỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Kinh, giá vàng tăng ác chưa ta? Này em thấy với 72.5 bây giờ 72.8 rồi. Vàng là tăng hơn cả chứng khoán anh chị. Ok anh chị, mình đang xem live, chị live mạnh lên giúp em anh chị nhé. Live mạnh lên để thị trường nó hồi lên anh chị. Chứ nó giảm này em cũng mệt. Tao mà tìm Mệt lắm. Chờ hoài nó có về vùng mua đâu anh. Tính điểm mua của SJC. SJC sáng ngày hôm nay nó có chạm cái vùng hỗ trợ 40.3 anh chị này. Anh chị mà muốn tham gia SJC thì cân nhắc cái vùng giá 40.3 anh chị nhé. ANV em đi xin điểm cover lại ANV âm 5% rồi. Anh chị mình muốn trung bình giá với ANV đúng không? Nếu như anh chị mình muốn trung bình giá cái mã cổ phiếu này thì cái vùng giá 33 anh chị nhé. Điểm ra của KDH. Anh chị mình muốn thoát hàng KDH thì đợi nó hồi lên 36.7 các anh chị thoát hàng.
Ok, anh chị mình đang xem like, anh chị nào mà chúng ta chưa like thì để lại giúp ban em những cái lượt like các anh chị nhá. Gần hết phiên sáng chưa được 10.000 tỷ à. Rồi chiều nay chờ nó hồi về tới 1256 nữa ha, coi phản ứng khách sạn như nào. Kết phiên chắc vẫn trên 1250, 1251 rồi. Khúc nhỏ đang có khách sạn hút lên 1252 nha. Tình hình chiều nay mà hồi thì mọi người mới vào tiền mạnh. Nay được một ca like rồi à, là phải cố gắng K2 cho em, sao lúc nào cũng có ca mãi vậy. Chị mình đang xem live, các chị để lại cho em cái lượt like chị nhá, em còn 4 phút nữa, 4 phút nữa là kết phiên sáng ngày hôm nay rồi. Anh chị nào chúng ta chưa like thì giúp em để lại một cái lượt like chị nha. Anh chị like mạnh lên, like thì thị trường mới hồi được anh chị ạ. Cả nhà mình đang tham gia trên live thì anh chị mình vào thêm cái nhóm cộng đồng nha anh chị. Trong nhóm cộng đồng thì liên tục hỗ trợ cả nhà về các cái câu hỏi của anh chị mình, kể cả trong giờ giao dịch và ngoài giờ giao dịch luôn nha cả nhà. Anh chị nào mình chưa vào thì cả nhà mình click vào cái đường link em có để ở phần chat, hoặc là anh chị mình quét cái mã QR code trên màn hình nha anh chị. Anh chị mình cố gắng còn vài phút cuối ủng hộ cho em Thảo 100 like đi anh chị. Hôm nay chúng ta đạt được 1.200 like, kỷ lục mới. Kỷ lục mới của em Thảo. 1.100 like rồi. Sáng ngày hôm nay còn 100 like nữa anh chị, còn 3 phút nữa thôi. Hôm nay hy vọng em, anh Cường like cho em chưa, anh Ừ? like em chưa, Chưa, để coi mọi người like tới đâu. 1.1 rồi. Và đi càng đỏ like càng nhiều. Chứng tỏ là anh chị mình muốn nó tăng đúng không? Anh chị mình muốn thị trường của chúng ta có sự hồi phục. Để anh vào like cho em 4 like. Coi mọi người like tới đâu. Một like này. Anh Tèo. Vâng, em đã like cho chị rồi. Ghê quá ghê. Anh chị thấy chưa? Con này đâu hiền đâu anh chị. So what is ClickUp? ClickUp is Rồi đủ rồi nha, đủ 4 like đấy. Còn em mà ok, không cảm đạt, ơn. em mà không đạt được nữa là mai anh đổi ấy. Đấy đấy, chưa gì đấy. Đó, anh chị như ý là TV có comment việc là mai không đạt, ai ghét là lại bị gạ nữa nhé em Thảo. Từ trong live đến ngoài live, anh chị anh Cường với anh Tèo lúc nào cũng Đấy dạ đấy nạt đấy em đấy thôi. đấy, chém gió vừa thôi cô. Không có dọa Cô chém nha. gió vừa thôi. Đó. Hiền một cách cấp cứu nha mọi người, đúng rồi chứ. Rồi 100 1172 rồi nha Thảo. Ok. Em làm thì làm. Tèo sổ tiếng Mã luôn à? Tiếng Mã là tiếng gì vậy?
Đúng Mà rồi. lại Mà lại. Gần hết phiên sáng chưa được 10.000 tỷ. Thanh khoản thấp như vậy mới vui anh chị. Đang thị trường đang nghi ngờ anh chị, thanh khoản thấp như vậy thì chúng ta mới thấy là chiều nay cái cơ hội phục hồi nó sẽ cao hơn. Bao nhiêu like rồi? Bao nhiêu like rồi? Một 79 em, quả này là không lẽ là ông 181 rồi, quả này không lẽ là tới ngưỡng gần hết giờ rồi mà bị đổi thì cũng quá nhỏ. Anh đặt anh nâng ta cái lên cho em chứ không chị em đặt ta cái từ lâu rồi. Ủa, hôm nay gần hôm nay là 1.800 anh chị mình theo dõi mà không nâng mới lạ đúng không? Rồi hết giờ rồi nha Thảo, em có muốn thêm mấy phút không? Chị mình chưa like thì anh chị để lại cho em cái lượt like anh chị nhá. Em đang còn thiếu tầm 20 like. 20 like nữa thôi anh Căng quá, căng quá. So what is click? chị. Một một 94 rồi, còn thiếu 6 like đấy. Lại coi Thảo có bị bay màu không đây. Đấy, lúc nào cũng 10 giờ hết. Cái do em mới chứ đâu phải do anh. Tại vì em để tới phút bù giờ em mới năn nỉ mọi người like thì Cứu em, cứu em. cứu em mà. Đã Rồi like, cảm ơn anh Trần đủ rồi, đủ rồi, đủ cực rồi, cảm ơn cả nhà mình wow. nha, em phải cảm ơn anh chị mình không là em bay màu rồi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều khi đã ủng hộ ba anh em trong cái phiên live sáng ngày hôm nay. Cuối cùng cũng đạt được target đúng không? Lúc nào cũng chờ tới phút bù giờ. Bữa Ok. nào mà em giả bộ em thắng từ trước bù giờ đi, em đá cho thắng đi chứ em đá toàn để phút bù giờ không. Ok, bye bye cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình buổi trưa vui vẻ và ngon miệng nha anh chị. Chiều nay anh em sẽ quay trở lại cả nhà ha. Bye bye.